Rồi các bạn vào đây, quên tay bấm lộn. Bấm lộn vào cái nút kết, nút kết thúc. Là rồi. Rồi xin phép mời. Không phải bị lỗi kết nối. Do tay bấm lộn vào cái nút kết thúc. Thôi, mời các rồi mời Trần Tuấn Anh lại, mời các bạn vào lại nha. Rồi. Tay nó bấm vào nút kết thúc, không 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 phải do dân mạng, cái này do lỗi của mình. Nếu không may bấm vào cái nút rồi à, ok mình nghe bạn, rồi. Không phải lỗi của em phải không? Rồi okay. Lỗi rồi lỗi mình thôi, mình cứ chia sẻ tiếp. Dạ, nói về mà ví dụ như mình á là cũng sinh năm 63 Quý Mão đó nó bằng này. Rồi bằng tuổi mình mà mà năm 75 mình... là mình 12 tuổi 12 mình tuổi. chứng kiến. Thì mình nói thật luôn, mình ở tại Đà Nẵng. Ok. Đấy, mà hồi xưa Tức nói về kinh tế của... tức là cái thời gian đấy là mình thì sống ở ngoài Bắc, còn Tuấn Anh thì sống ở Đà Nẵng là miền Nam đúng mình không? rất là mình rất hiểu. Ví dụ như nếu mà kinh tế nhiều lúc đó, mình thấy những cái bạn nhỏ mà ở bên hải ngoại á, các bạn khoảng là ví dụ như mình nghĩ là mình tính ra khoảng là 40 tuổi thì không không có biết gì đó mà là về đất nước Việt Nam hết trơn á, là Rồi. vì các bạn đó không biết cái thông tin chính thống anh bằng phải không, Đúng rồi. là 40 12 tuổi mà tức là 40 12 tuổi tuổi đúng không? Năm 75 mình 12 tuổi thì mình cũng biết một một là em chút 12 về tuổi ký em ức biết, tại rồi, vì năm 12 tuổi đúng hồi rồi, xưa biết, đúng rồi. rất là biết. Tại vì em Đúng. nói này, riêng Đà Nẵng của em này, hồi xưa chỉ có một nhà máy độc nhất thôi, là dùng cái là một nhà máy máy Sikovina, là trừ là tiền thân của dịch Hò Thọ bằng này Đúng rồi. anh nghe. Đấy, chỉ có Đà Nẵng, cái thành phố Đà Nẵng giờ trừ to lớn như nữa, ở trước năm 75 chỉ có một một cái nhà máy dệt thôi là Sikovina thôi, có một độc nhất mà giờ trừ là mang tiền thân của dịch Hò Thọ đấy. Đấy. Đấy, còn ví dụ như nói là em thấy em nghĩ ví dụ khi mà anh đọc nghiên cứu ra rồi sao đi, tuổi của mẹ em nói ra là ví dụ xưa là toàn bộ là viện trợ của Mỹ hết á, thì mà Mỹ năm 1973 là rút quân anh bằng này. Hồi xưa anh biết lính ngụy ha, mình không nói xấu thì các bác các anh chị chính gia đình ông gia em á, ông biết chưa sinh đã làm ghép thay sinh, chưa đẻ anh bằng này Đúng rồi. là toàn bộ là ăn tiền viện trợ hết. Mà khi đó nhiều lúc đó là em nghĩ là nhiều lúc đó, mấy cái bạn ở bên hải ngoại nhiều lúc đó, nhà em có người đi chứ mà em biết mà không có như các bạn, tại vì các bạn nhiều lúc có thiếu thông tin, nhiều lúc cũng không trách như các bạn hết á, các bạn mà ở vì nó thiếu thông tin là mình cũng khuyên các bạn á là ví dụ nếu là phải đọc thông tin, Chân rồi. tại vì giờ trừ á bên hải ngoại giờ trừ á toàn bộ á, khi mà trong bà con anh chị em về á là gia đình này cũng mất tiền nhiều lắm, cũng huy động á, cũng kêu đó là phục quốc, là góp tiền vô để mà lục ngày nào đó là lật đổ chế độ cộng sản rồi khác. Cái em mới hỏi lại với bà chị á, đứa là bên nó có quân đội không chị, có cái gì khác không, bà kêu mô ta bị lừa gần 20 mấy 30 năm đi rồi. Bởi em nói là nhiều nhiều lúc em bà kêu chứ chị nghĩ dạ về hồi xưa đâu có dám về đâu, chị em đi năm 1975 á anh bằng, chị em đi là năm 1955, năm 1955 em cũng có chạy vào Sài Gòn, chính em chạy Sài Gòn là em cũng có chứng kiến, em ở ngay chỗ là em vẫn còn nhớ ngay chỗ phân Phan Đình Phùng á, là trừ là đường Nguyễn Đình Chiểu á, là sau đây là cửa hàng lương thực của dì Ba Thi, sau đây anh biết ở Sài Gòn anh biết chị Ba Thi, dì Ba Thi Rồi bà không? biết thì sau cùng bà là À làm đấy đấy, biết bà thì bà thì mà nổi đấy tiếng em ở luôn. ngay chỗ cái lương thực quận ba đó, là sát sát bên nhà thi đấu Phan Đình Phùng á, chiếu chỗ Trần Quý Cáp mình ngó xíu qua hình như là không biết 12 tuổi còn nhớ là nhà máy nước ấy, có cái nhà máy nước của thành phố Hồ Chí Minh hồi xưa thì em cũng đã chứng kiến hết trong có một cái gì đó. Mà khi em cũng tham gia diễn đàn lên Facebook đi á, nhiều lúc em là em thấy nhiều lúc cũng phải nói ra, thì nhiều lúc mình nói ra thì nhiều lúc em cũng comment, Nhận em cho dùng anh mấy Ngọc. từ ba que này. Ba que của đội khác là mà em cũng nhiều lúc em nghĩ là mấy cái bạn đó là thiếu thông tin, tại vì em nghĩ thời đại giờ trừ là 4.0 rồi, thế giới phẳng rồi đấy, nhiều lúc đó, em thấy ví dụ như bình thường là ví dụ các bạn lên diễn đàn kiến thức thì lý luận, ví dụ như các bạn không bên nước ngoài không bao giờ
can thiệp vào vấn đề mà chính trị được trong trong đất nước mình ấy, tại vì mình ở trong người trong nước mình học chính trị mình quá hiểu đúng không anh bạn không, những cái gì đó là mình biết hết, còn cái sự phát triển Rồi á, xong rồi chung. là các bạn hoàn toàn thiếu thông tin, đầu bắt đầu có câu là dân ta phải biết sử ta, cái nào không biết thì cao Google, mà vô Google á là hắn có mặt tốt và mặt xấu, Mình phải trong Google á nói là sẽ có chung là mặt mình phải chắt lọc thông tin, kế trong Google cũng thế đúng các không? nhà thông tin Đúng rất rồi. là kỹ, trong Google á là có mặt mặt tốt và mặt xấu, là nhiều lúc á là cái trang Đúng Google anh đánh vô á là có cái trang của tụi là một cái gì đó là anh khác hoàn toàn, ngược lại hoàn toàn hết trơn rồi. anh bằng nghe Đúng rồi. đó, nhiều người nếu có giải trình gì đó. Còn em á, em xin anh bằng 2 phút nữa thôi, Rồi, bạn cần nói em có chuyện. theo dõi à, em có theo dõi rồi là chờ em biết chống cộng cực đoan á, tại vì em biết thế này, như thằng cỡ như thằng Hùng Lăng ấy anh bằng này, thằng Hùng Lăng giờ trừ á chỉ bám đít vô cái diễn đàn ở trong nước này để mà kiếm tiền view tương lai á anh bằng nghe, tại vì em rất theo dõi, em theo dõi nhiều, là vì mấy bữa nay á là hắn mua vô trong diễn đàn của Thanh Quốc anh bằng này, là hắn đưa những cái câu hỏi ra là khi mà ví dụ không nước đưa cho anh lên là bắt đầu đặt câu hỏi anh bằng này, là bắt đầu anh đặt câu hỏi là sao xui, là người ta trả lời sao xui, ngày mai anh đưa lên lên là hắn kêu là thông não cộng sản, lấy cái chiêu trò của tụi hắn anh bạn biết không, em rất là hiểu cái chiêu trò của thằng Hùng Lăng với tất cả bên kia. Còn con Trúc Hoàng Lê á, anh bạn biết không, Biết. Trúc Hoàng Lê hắn ở ngay gần, hắn ở trên Cẩm Lệ của Đà Nẵng em luôn đó này con nữa đấy, mà nhưng á em cũng nói luôn trong diễn đàn, chắc em biết cái tụi Ba Qua nên nói em kêu chứ là thôi nên bỏ công não đi, thôi mua thuốc uống đi, bỏ hai từ cộng sản trong đầu não đi, đừng có nghĩ tới cộng sản làm cho nặng nề, cộng sản họ mạnh lắm, quân đội cộng sản rất là hùng mạnh, công an cộng sản rất là giỏi đấy, các bạn muốn bây giờ nhiều lúc mơ hồ quá kêu chứ ta lật đổ chế độ đi khác, lật đổ có cái gì mà lật đổ được đúng anh bằng không, Với nhưng mẹ muốn mà nói là đâu phải với lại mặt khác như thế này, nói chung là mình không không nói là hiện nay chế độ Việt Nam, chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, mình không nói là 100% những người dân ở trong nước ủng hộ, đúng không? Trong bất kỳ một đất nước nào cũng thế thôi, cũng có một số nhỏ người ta đúng phản đối, mà ở Việt Nam cũng thế, cũng có một số nhỏ, ví dụ người ta không thỏa mãn cho cái cuộc sống người ta, người ta thích ăn không ngồi rồi, hoặc người ta có cái nhận thức không tốt, đúng không? Do đó người ta nghe lời bọn kia là người ta chống lại cái chế độ này hiện do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhưng mà bây giờ tuyệt đại đa số những người dân mình ủng hộ cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, vì người ta đã nhận thức ra được một điều là 89 năm Đảng Cộng sản Việt Nam mình lãnh đạo, cái từ kể từ khi thành lập đến nay, thì nói chung là những người dân ví dụ như mình, như Tuấn Anh chẳng hạn, có một cái đầu óc một chút xíu thì cũng thấy là Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm rất nhiều điều cho dân nước. Cái mục tiêu của Đảng Cộng sản Việt Nam là giải phóng dân tộc, đánh đuổi tất cả cái bọn ngoại xâm mà xâm lược đất nước Việt Nam, ví dụ như Pháp đến Mỹ, rồi kể cả bọn Pol Pot sau đó đến bọn Trung Quốc, đúng không? Ra khỏi cái bờ cõi Việt Nam, giành độc lập thống nhất cho đất nước Việt Nam, và đất nước Việt Nam phải do những người dân Việt Nam mình làm chủ, cứ không thể để cho cái bọn ngoại bang nào nó làm chủ được, đúng không? Những kẻ nào mà xâm lược đất nước Việt Nam thì đều Đảng và cùng với nhân dân Việt Nam đánh đuổi chúng nó ra khỏi cái bờ cõi biên giới. Và hiện nay như không khi đất nước Việt Nam độc lập rồi, thống nhất rồi, đúng không? Thì mình cùng Đảng và cùng với nhân dân hiện nay xây dựng đất nước làm sao mà coi như càng ngày càng vững mạnh hơn. Mà hiện nay như Tuấn Anh và tất cả các bạn đã biết, kinh tế Việt Nam nói chung mới phát triển được 20 năm nay thôi, đúng không? Như thế này là mình cảm thấy rất là vui mừng với sự phát triển của đất nước rồi. Chứ còn bây giờ các bạn, bây giờ ví dụ một số các bạn, ví dụ các bạn so sánh với nền kinh tế Việt Nam với Mỹ, với lại Úc, với lại một số nước tư bản, người ta phát triển nó quá lâu rồi, 100-200 năm rồi, đúng không? Người ta coi như là không bị chiến tranh chiến trước gì cả, mà trong đó mình coi như xây dựng đất nước từ cái đống tro tàn đổ nát 20 năm nay thôi, mà coi như đất nước như thế này rồi thì hiện nay yên bình, đúng không? Nhân dân coi như là thoải mái làm ăn nọ kia tất cả các thứ, thì nói chung mình cũng phải là vui mừng nhá, với cái sự phát triển và sự yên bình của đất nước. Rồi xin mời Tuấn Anh. Tại vì anh bà biết không, tại vì em nghĩ là đã một người Việt Nam rồi á đó, một cái gì đó ví dụ như mình, ví dụ như là cũng Này trừ cái Ba Qua rồi, tôi xin lỗi Khoa Mai này, bạn nói là núp bò đỏ câu gì like ít ai vô sao tiền nhiều. Tôi nói với bạn như này, ở đây tôi làm những cái này thì nói chung kênh nào người ta lĩnh được, tôi đâu có cái câu like làm gì, tôi không cần một xu một hào nào ở trên, tôi làm trên cái diễn đàn này
tôi chỉ vì là cái bọn mà sống cộng cực đoan nó xuyên tạc về đất nước tôi quá, đúng không? Nó người ta muốn phá vỡ cái cuộc sống yên bình của chúng tôi đang được hưởng, thì chúng tôi đứng lên chúng tôi phản biện lại thôi, đúng không? Đấy. Tại vì anh bà mới làm, cho em nói nè, em nghĩ chứ ví dụ như bình thường á, nếu anh á, ví dụ như bình thường em vẫn biết chứ, em vẫn biết cái tụi nó về á, tụi Việt Kiều nó về, em phải xin lỗi em không nói Kiều, mấy bạn nó vẫn về, vẫn biết đất nước Việt Nam phát triển, mà đều có một cái là đang là bất bạn nó là thiếu thông tin, không có cái đọc những cái gì đó mà có báo chí chính thống. Tại vì anh biết cái Tần Lan á, ở ngoại ngoại chính trị em nói nè, không biết một cái trang báo mà là người đúng hay thật, toàn bộ nếu mà sai lầm thế là bị vấp liền anh bà mới làm. Tại vì Tần Lan rất là Tần Lan đó, bây giờ trừ ví dụ như nếu sau thời gian sau đây á, nhờ có VT4 của Việt Nam mình qua, anh bà này VT4 của Việt Nam mình qua á, từ đó bởi em bảo đảm người bà con Việt Kiều mình giờ trừ bên hải ngoại họ thức tỉnh rất là nhiều. Tại vì đang mấy chục năm họ bị lừa hết trơn rồi đó, anh bà mới làm rất là lừa, họ bị lừa hết tất cả cái tụi mà lợi dụng những cái gì đó là chống phá cái đất nước Việt Nam. Mà nhưng mà thôi, em mượn cái diễn đàn của anh bàn á, đồng ý, ai cũng có quyền một cái tự do, ai cũng có một cái suy nghĩ, ai cũng có bức xúc hay là một cái gì khác thôi. Mà nhưng em chỉ nói một câu này, con người ví dụ anh đã lên chơi Facebook rồi, anh lên diễn đàn rồi hay khác, là anh phải có văn hóa của người, anh phải lịch sự văn hóa, anh phải tôn đúng trọng người già đấy, người già đi khác thôi. Đúng là em không, nhiều lúc em lên diễn đàn, nhiều lúc em không, em quay cái thâu không có lên cái Facebook này lên diễn đàn nữa, nhiều lúc buồn lắm. Không phải là em cục bộ hay đi khác thôi, tại vì em nghĩ là bây giờ nhiều lúc có comment những cái người mà bên hải ngoại á, em có tự nhiên em suy nghĩ, em nhiều lúc em ngồi em nói bà xã em đưa cái gầm mang cho bà xã em đạp, con em đạp, cái là chính bà xã em bà không nhận xác luôn, con em nhận xác cơ chứ. Trời ơi trời, bắt có hồ bắt bắt Hồ Chí Minh đó là năm trăm mấy tuổi rồi, là cả thế giới đó là công nhận một một là một danh nhân của thế giới, mà họ còn comment họ chửi như khác con người chứ, mà là đấy chính cái bản thân em nói đó anh bạn phải không. Em biết trong diễn đàn đây cũng có những người ở bên hải ngoại thôi lên trên diễn đàn, ví dụ như cái gì đó không có dân chủ thôi, tại vì dân chủ Đúng là rồi. gì, dân chủ là gì, là sự thật, anh nói những cái gì thật à, đừng bao giờ tuyên truyền đi khác. Tại vì nhiều lúc em nghe, em nói thật, em lên diễn đàn nhiều, họ nói là cái ở Việt Nam về chết rồi ô nhiễm rồi thế này nọ, nhưng mà thôi em nghĩ là thôi kệ họ thích nói gì nói thôi. Còn em chỉ mong các diễn đàn các bạn hải ngoại á, từ già đến trẻ để đàng hoàng, những người ai cũng có ông bà cha mẹ lớn khác rồi, một cái nguyên thủ quốc gia ai gánh trọng. Tại vì trong nước nhiều lúc á, tại vì ông Thiệu ông Diệm có bao giờ mà ai mà kêu là thằng này thằng chó hay là một cái gì khác là các bạn mới tôn trọng. Còn mà các bạn đấu tranh những gì đó đúng thì chúng tôi nghe học Đúng hỏi. Còn đấy bắt đầu đấu mà đấu tranh mà bà khuyên cái gì đó, đó. Hầu như giờ trừ á, các bạn mới hãy ngồi các bạn thấy không, chuyện những thắng. Cái gì đó là Việt Nam rất là dân chủ, bạn lái những cái thông tin đảng, những cái gì đó bộ sai của Việt Nam báo chí đưa lên thẳng, trừ bắt ngược các bạn ngược lại đem những cái thông tin của Việt Nam các bạn ngược lại tuyên truyền thì chúng tôi ok thôi, chúng cười thôi. Nếu mà những người khác á, những người dân, tại vì đang bắt các bạn nên nhớ nhớ đi, 95 triệu dân thì nội 70 triệu dân á, là họ vẫn đi làm bình thường đi khác thôi. Còn một cái lớp trẻ hay là một cái gì đó, những người yêu nước thấy bạn lộng hành cái mạng xã hội quá, như tôi là anh bàn đồ hay tất cả các bạn cái linh án này thôi. Còn những 70 triệu dân tôi ai cũng có lòng yêu nước ấy, họ sẵn sàng hy sinh vì đất nước. Tôi nói thẳng với các bạn về hải ngoại như trước, tại vì tụi tôi lên mạng à để rằng mà nghe các bạn phản ứng, tụi tôi phản ứng thôi. Còn xin thưa các bạn, rồi dưới sau dưới sau đó anh những người mình sẽ mời Phát Capital Captain. Thôi rồi sau đây thôi, em cũng chúc các anh bạn sức khỏe với các anh các chú trên bạn, anh em trên diễn đàn là sức khỏe đó thôi. Em nói rồi. Rằng là em nói đó thôi, rồi. Sự thật thôi là em nói đó thôi. Rồi, ok rồi, rất cảm ơn. Rồi xin mời Phát Captain. Rồi đang trên bạn.
đã nghe chưa bác bạn? Rồi, sao sao? À, thì cho nói vậy nè, tụi nó cứ luôn miệng chửi mình là bò bò bò. Thì con biết, cháu không biết là thì cái nó chửi vậy thì cho nó thiệt á, nó có thấy nó giống cái con bò hay không á? Chị có còn cái sao không? Cứ hãy thấy cờ Việt Nam nó lủi, cờ Việt Nam màu đỏ mà. Đó vậy là ai giống con bò thì hỏi các bạn ai giống con bò. Bạn đi chửi người ta, bạn không coi lên mình. Cháu nói thiệt, cháu cũng có một vài người bạn ở nước ngoài. Nói, mỗi lần nói chuyện livestream với cháu á, là cháu thấy đằng sau trên cái bàn đọc sách, cái bàn máy tính á, có tòa sọc. Cháu nói thiệt, cháu rất là tôn trọng cái chuyện là người ta không hiểu về cái đất nước của mình thì người ta có quyền ghét. Nhưng mà đúng đừng có nói người ta ghét, người ta hỏi, đúng rồi, người ta hỏi mình trả lời thôi. Mình ví dụ người sai thì mình phản biện lại người ta một cách rất là lịch sự. Nhưng mà cái vấn đề là đừng có nói sai, bạn có quyền tôn thờ cái lá cờ nào bạn hiểu rõ, bạn đọc nhiều nó hơn cái lá cờ lịch sử Việt Nam, chiến tranh của quân giải phóng, thì bạn có quyền bạn tôn thờ cái bên kia, tại vì bạn nghe bên kia nói nhiều hơn. Thì đó là tôi tôn trọng cái sự dân chủ, cái quyền tự do con người, thì các bạn phải tôn trọng lại tôi. Đằng này đéo tôn trọng gì hết trơn mà còn đi chửi, không hiểu luôn. Rồi có một cái vấn đề là nói chung là bây giờ chú nói với cháu này, các bạn cứ bảo các bạn sống ở trong một cái đất nước dân chủ tự do này, các kiểu trên đời, nhưng các bạn vào diễn đàn này các bạn toàn chửi bới tất cả thứ, thì các bạn dân chủ ở đâu? Tuy nhiên ví dụ diễn đàn tôi không chửi bới, tôi không chửi bới. Ví dụ các bạn bệnh quá thì nói chung là tôi hất cái cổ các bạn xuống dưới hầm cầu thôi. Dạ, bậy với lại vô lý nữa. Chứ không, hồi xưa là con nghe hay nói là cái câu là nếu mà Việt Nam Cộng Hòa bây giờ còn tồn tại là hả, nước Việt Nam đã phát triển hơn Singapore. Thì tôi hỏi là các bạn nè, hồi cái thời điểm đó ai làm kinh tế giỏi các bạn nói đi, không có một cái người nào hết trơn á. Bác bằng thấy không? Tuy rằng nước Nhật nó thua 70% kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa thời gian đó là phụ thuộc vào bọn tư sản Hoa Kiều. Thì bây giờ giả sử như bây giờ Việt Nam Cộng Hòa còn xem, thì bây giờ Việt Nam Cộng Hòa cái nền kinh tế hồi đó nó có cái gì đâu, lấy cái gì phát triển? Toàn dựa vào cái sự viện trợ của Mỹ thôi. Lấy gì phát triển? Phát triển đâu ra, đúng không? Toàn cái kiểu toàn đi xin viện trợ nọ kia tất cả thứ thôi. Nhưng mà bác nói với cháu với tất cả mọi người rằng là cái của cải phải do bàn tay mình làm ra, đúng không? Chứ còn bây giờ ngoại bang người ta vào trong này người ta chỉ phục vụ cho cái lợi ích của đất nước họ thôi, chứ làm sao người ta ví dụ phục vụ cho lợi ích của đất nước Việt Nam, đúng không? Đấy. Xin chào chào. Tuy rằng nước Nhật đó ăn bom nguyên tử, nhưng mà nó có những cái gia tộc như là Yamaha, Honda, có những cái nhà quát học. Với bây giờ tôi cố gắng, cháu cố gắng, cháu đi tìm luôn á. Không, Việt Nam... chú nói cháu là nước Nhật mà trước kia nhá, cái thời gian chiến tranh trước trước cái chiến tranh thế giới lần hai, nó là một đế quốc rồi, đúng không? Đế quốc thì thành cùng nó mới liên doanh với, nó liên kết với nước Đức, Ý, Nhật mới tức là mới gây ra cái cuộc chiến thế giới lần hai. Khi nó bị coi như cái kết thúc chiến tranh thế giới lần hai, bị ba quả bom nguyên tử, người chết thôi, đúng không? Chỉ có người chết ở hai cái thành phố đó thôi. Còn đất nước Nhật vẫn là một cái đất hùng mạnh, nhưng mà từ cái thời điểm trước mà, chứ đâu phải là ăn ba quả bom nguyên tử, hai quả bom nguyên tử, cả đất nước Nhật bị sản phẩm đâu, nền kinh tế tụt hậu đâu, đúng không? Đấy. Thì tôi nói rồi, đây là do là nhỏ nước họ có những nhân tài, còn xét về Việt Nam Cộng Hòa nó không có một cái nhân tài hết trơn, ngoại trừ ông vua Gia Trai. Trời ơi, tới bây giờ cái mốt rồi ông lại ông bán Gia Trai, ông thành cường quốc ông nội. Trời ơi, nói chuyện vô lý. Khi mà đó là gì rõ ràng. Còn cái chuyện dẫn chứng mà có cái chế độ đó mà Việt Nam á, Việt Nam Cộng Hòa sẽ hơn, nếu mà không có giải phóng thì Việt Nam Cộng Hòa như bọn là cái điều đó là vô lý hoàn toàn. Chả có một cái người nào ngày xưa làm kinh tế giỏi ở cái miền Nam đó mà nói một cách vô lý, là tự nhiên nói chuyện tự nhiên, giống như là có lá cờ là hả, có cái chế độ đó tự nhiên nó phát triển lên, vô lý. Giống như không là... nếu mà mày ví dụ chế độ Ngụy Sài Gòn á, mà là ví dụ là cái biên giới của Mỹ á, nó đến vĩ tuyến 17 á, thì đúng là có lúc đấy là vì là miền Nam trực thuộc Mỹ mà, thì đúng là coi như là hơn Nhật Bản thật, Singapore thật, đúng không? Nhưng mà nói chung là
Việt Nam, Việt Nam đâu có trực thuộc Mỹ đâu, chỉ làm tay sai cho Mỹ thôi. Rồi còn nói dẫn chứng cái câu của ông Trần Quang Diệu nữa, Sài Gòn Hồng Kông Biết Đông, tôi nói các bạn, tôi nói mấy anh chị chống cộng nghe nè, ông nói câu đó là ông muốn được người Mỹ xài tiền như là ở miền Nam Việt Nam hồi đó ở bên Singapore ông. Chứ tôi nói thiệt á, thời điểm đó Việt Nam Singapore nó vượt miền Nam lâu rồi, vượt Nam có khúc rồi, không tin tra Google đi là biết liền. Mà nói chuyện á, cái ép người ta phải tin mình, giống như là nói chuyện chỗ ông này hả tham nhũng, ông kia tham nhũng, trời nói chuyện làm ơn dẫn chứng đi, có hình ảnh không, ông đứng, ông có đứng đó ông chụp hình lại ông, rồi ông nói chuyện bắt người ta tin không à, ai mà tin cho được. Chắc không, bây giờ này nhé, những cái gì nó có ở đất nước Việt Nam, mình là những người lên trên mạng mình phản biện, mình phải nói sự thực. Thì chú nói với cháu là cái đất, một đất nước quy luật, một đất nước đang phát triển thì bao giờ cũng có cái vấn đề tồn tại trong xã hội rất nhiều, mà vấn đề kể cả vấn đề tham nhũng nữa. Nhưng bây giờ như này, đảng mình đã nhận ra được những điều đó rồi, và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói, tức là tham nhũng ảnh hưởng đến sự tồn vong của cái chế độ này, đúng không? Và hiện nay bác Nguyễn Phú Trọng cùng với đảng và chính phủ mình đang làm quyết liệt những vấn đề này. Cháu thấy không, tất cả kể cả Ủy viên Bộ Chính trị này, Đinh La Thăng này, các Thứ trưởng Bộ Công an này, Phó Chủ tịch Đà Nẵng này, rồi là Chủ tịch, cựu Chủ tịch Đà Nẵng này, thậm chí hôm nay còn bắt coi như Phó Tránh Văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh, thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Cho nên vấn đề tham nhũng hiện nay mình làm rất quyết liệt, và nói chung là theo chú nghĩ rằng là vấn đề tham nhũng sẽ càng ngày càng giảm đi, hết thì không bao giờ hết được, càng ngày càng giảm đi thôi. Rồi ok. Dạ. Thì cháu phân tích như nè, cái chuyện tham nhũng gì là cái chuyện mà ngày xưa thực phẩm bẩn á, nó phát hiện ra một điều là người dân Việt Nam mình á rất là dở gọi là lý luận. Giống như ngày xưa, cho thí dụ nha, trong một cái phường có 10 chỗ bán thực phẩm, thì cháu bây giờ cháu cho luôn á là 6 chỗ bán thực phẩm bẩn đi, 4 chỗ sạch sạch, thì người ta ra quân ta bắt 5 chỗ, thì bây giờ là chỉ còn 4 chỗ sạch, 1 chỗ bẩn. Thì bây giờ nếu mà bây giờ mình ra thời điểm đó, mình ra mình mua, thì cái xác suất mình mua thực phẩm bẩn rất là thấp, đúng không? Mà người ta không suy nghĩ được vậy, người ta suy nghĩ là bắt nhiều là chắc là ở ngoài đường giờ nó còn nhiều lắm, má nó ngộ vậy đó. Rồi bây giờ là chú trả lời cháu này, trả lời cái bạn Ngọc Lan Nguyễn vừa nãy ở trong ấy, tức là muốn lừa trẻ con, tức là bảo là, tức là chế độ Ngụy Sài Gòn ngày xưa coi như là phát triển lắm cháu ạ. Phát triển ở đâu? Theo IMF nhá, theo Quỹ Tiền tệ Thế giới và theo cái ngân hàng World Bank, các bạn hãy vào đấy ra, vẫn còn cái số liệu nhá. Việt Nam cái nền kinh tế Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1974 vừa nãy chú đã nói rồi, tổng GDP có 420 triệu đô la, chia cho người thì ra bằng bao nhiêu, trong đó một năm Mỹ viện trợ để trả lương cho cái công chức, những người mà phục vụ cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa là 1 tỷ đô la, cộng 1 tỷ đô la viện trợ cho lính nữa, đúng không? Là 2 tỷ đô la, chưa kể cái chi phí chiến tranh nhé, đúng không? Và ngoài ra có những lúc mà gồm có 500.000 lính Mỹ và chư hầu ở Việt Nam, lương tháng mỗi người cỡ khoảng độ 800 đô, nhân lên là 4 tỷ đô la nữa. Thì Việt Nam Cộng Hòa có cái gì, đúng không? 70% cái mà tức là nền kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa cũ là do trong tay cái bọn tư bản Hoa Kiều. Chứ bản thân Việt Nam Cộng Hòa có cái gì, tôi nói bạn Ngọc Lan Nguyễn có cái gì, bảo ngày xưa coi là Việt Nam Cộng Hòa giàu lắm, thế này khác, toàn bộ viện trợ vào Mỹ. Khi Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam năm 1973 là Việt Nam Cộng Hòa trắng tay luôn. Và nói chung là đấy, ông Mỹ viện trợ bao nhiêu thì tôi đánh bấy nhiêu, Nguyễn Văn Thiệu nói, đúng không? Dạ thì cháu nói cái bạn Ngọc Lan nè, bạn làm ơn bạn coi những cái phim tài liệu tìm tôi từ vĩ tuyến 17 chạy xuống Mũi Cà Mau, có ai có cái ruộng nào có máy cày không, hay là cày bằng sức trâu không, sướng cái con mẹ gì vậy, hả? Bạn coi lại giùm tôi đi. Rồi cái Hồng Ngọc Biển Đông của bạn á, Sài Gòn á, lúc mà phóng viên nó quay á, nó quay vô cái thư xe tắc á, nó có dám quay đằng sau Hầm Thủ Thiêm không nè? Cho nó thì các bạn, thì cháu là dân thành phố, cháu nhà cháu quận 4 nè. Trời năm 1997 đó, cái gì năm 1999 á, cháu thường, tại vì hồi xưa là không có ba cái Facebook này, chỉ biết con nít là
chiều chiều là học xong rồi đi chơi thôi, cháu ra ngoài bến Bạch Đằng tắm xong nè, bắt bằng có tin không? Bà mẹ cái khu dân quan á, Thủ Thiêm á, cái thời đó cỏ mọc qua khỏi đầu luôn đó, chứ không phải cái khu sa la đẹp vậy đâu. Sau lúc đó phóng viên ngồi không quay quay cái ngược camera đằng sau thì tôi cho bạn coi cái Hồng Ngọc Biển Đông của bạn á, cỏ mọc cỡ nào. Quay cái kênh mẹ, quay. nhà 6 ở quận 4 thì cái kênh tàu hũ Bến Nghé sao? Dạ. Đấy, cái kênh tàu hũ Bến Nghé. Trời ơi, hồi đó cháu nói với bác là phức tạp lắm. Trời ơi, người dân thì đâu có xử lý rác đâu, đó là một cái chợ cá. Cá chắc cùng muối. Trời ơi, cứ bao nhiêu là xuống cái sông hết, nó đang xử lý. Giờ đỡ rồi đó, đảo vét sạch đó. Làm gì có cái đường nhỏ kiệt như ngày hôm nay chạy ào ào chạy mà tao nói mà tao phải bắn tốc độ luôn á. Đúng rồi, bên kia là đường bến Vân Đồn đúng không? Đấy. Dạ, là khu cháu sống đó. Trời ơi, cái đường bến Vân Đồn cái đường ha. Cái đường mà tao nói hơn ngày xưa xe hơi nhiều không, cái đường nó khỏi đi luôn. Xe máy đi còn kẹt nữa chứ không phải nó rộng rãi như bây giờ nữa. Chú nói với cháu như thế này, chú vào Thành phố Hồ Chí Minh tức là lần đầu tiên chú vào năm 1984 và chú vào cư ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh là năm 1988. Thì nói chung là qua bên kia cầu Khánh Hội là cái vùng quận 4 là, là cái vùng coi như là nói chung là vùng bến cảng mà sợ lắm, toàn nhà ổ chuột không đúng không? Còn qua bên kia cầu Tân Thuận là quận 7 Nhà Bè là không có nhà gì cả. Chú đi tàu lên biển nhá, thì chú vào cái vùng bến cát, ở cả khi mà vào bến cát mà cái trường chỗ cái trường Hàng Giang bây giờ á, thì là cả một cái khu đấy chỉ có một cái quán gọi là quán Chính Kiện, lầu dây Chính Kiện thì các cháu biết đấy, thì chỉ có đấy còn vắng vẻ hoàn toàn, nó có cái gì đâu. Nè, bởi vậy nói thiệt, chẳng lẽ không lẽ là trước khi mấy ông đu càng của anh mấy ông phá mẹ hết rồi không, nói là nói cho rõ bà. Cháu nói thiệt, mấy anh này nó nói chuyện nó không có dẫn chứng xíu nào hết trơn á. Mà nó bắt người ta vẫn tin. À, gì? Quận 4 trước năm 75 ngăn tiếp cấp vật. Đúng rồi. Đúng rồi. Nó có một bài thơ á, mà tôi không dám đọc, tôi sợ đụng chạm, hiểu không? Thôi, dẹp cái chủ đó đi. Rồi, bây giờ này, thực ra trước 7 năm thì chú không sống ở đây, nhưng mà chú vào chợ đây năm 84. Thì chú thấy như này, bây giờ chúng nó cứ xuyên tạc vào, úi giời, bây giờ Việt Nam đi điếm nhiều. Xin lỗi, cái khu Chú Ý này, khu Tân Cảng này, khu Lê Hồng Phong này, hoặc là nói chung là thì đấy là gọi là ổ đi điếm. Còn chú vào đây như là năm 84, cái thời gian đấy chú đi tàu đi thực tập vào trong này, thì nói chung là ở cái quán cà phê nào cũng có 5-6 người mà coi như gọi là gái điếm ngồi. Bất kỳ một cái quán cà phê nào, mà nhất là cái khu Tao Đàn này, đấy, khu Dinh Thống Nhất này, cú trước mặt Ủy ban Nhân dân thành phố bây giờ này, nói chung là cái điếm nó tràn lan rồi. Bây giờ nó thật sự ra nó bớt đi quá nhiều rồi đúng không? Mà nói chung là nói thì nghe nhiều khi giữ lại nó nghe vui, để những anh em khác á, để mình đam đó, thì những anh em khác dùng cái câu đam của mình để nói chuyện với nó sau này. Chứ thật ra là nói chuyện đâu mệt. Trời ơi, chú nói chuyện mà đó này. Ốc chích. Trời ơi, ông nội ơi. Đây nè, tôi cho coi cái... Không lẽ giờ tôi chỉ cho cái TV nè, TV Sanjo, gì à, Sanjo nè, của Việt Nam sản xuất nè, đó, ốc chích gì nữa, mấy ông nội. Á, à, nói chuyện mệt quá. Đúng rồi, anh từ quan cầu sĩ Y từ quận 8 anh ạ. Dạ. Cầu chí... Bây giờ là có cầu Nguyễn Văn Cừ rồi, bác bạn. Cũng qua quận 8 được. Dạ. Bây giờ là đi là có cầu thoải mái, đi là thiệt á. Mua xe riêng, nó mua xe khó lớn là mầm kìa đó, để mà nó chạy tốc độ đường thoải mái lắm. Mà nó cứ nói là Việt Nam người xưa dân Việt Nam trong thành phố á, thời Nam cũng quá sướng lắm. Trời, cháu nói thiệt với bác á, những cái ngày mà kỷ niệm năm Tết Mậu Thân á, bà ngoại cháu hay kể kìa. Trời ơi, mỗi lần có bơm á, đánh bơm vô á, có đánh vô á, trời, bà ngoại cháu là bụng bầu á, chạy từ ông tạ xuống quận 4 để mà tị nạn, có cái xe gym mà bê nào nó chở đâu, sướng con mẹ gì. Chứ có một cái gia đình đối diện nhà cháu ngày xưa trước chợ ông tạ đó, trời ơi, gia đình nó không có chạy, mấy chú với hầm lên nấu nồi cháo á, trái pháo nó rớt ngay cái nồi cháo luôn. Trời, tao nói là vô chổng nhìn như xí mại kìa, tan xác, sướng con mẹ. Bây giờ số đang ở quận 4 cháu ở đường nào? Dạ, cháu ở đường Tôn Đản nè, ngay trung tâm luôn. À, Tôn Đản.
đấy, nghe đừng tôn đản, các bạn mà nghĩ là ngày xưa là các bạn sợ lắm đúng không, nghe tôn đản quận tư là nó ác liệt lắm, vì thực tế chú ở ngay chú ở quận nhất thì chú biết mà, là chú ở cạnh cầu Cam Mét thì chú biết đánh cùng là thì nói chung là bây giờ thấy tất cả các bạn trong thành phố Hồ Chí Minh gọi là, mình chỉ cho gọi là thôi mình ở thành phố Hồ Chí Minh mình nói về thành phố Hồ Chí Minh đúng không, phát triển rất đấy. Bây giờ chú chỉ nói với cháu là bây giờ ví dụ cái công viên Lê Văn Tám ngày xưa đó là nghĩa địa, mà cái nơi đó nhá là chôn ông Ngô Đình Diệm ở đó, sau này bắt đầu người ta mới cải táng, người ta mới đưa xuống nghĩa trang là lá thiêu. Thì các bạn đều đã biết rằng ví dụ cái nghĩa trang thì nó ở cái vùng công viên Lê Văn Tám, tức là bao bọc bởi cái đường Điện Biên Phủ này, Võ Thị Sáu này và Hai Bà Trưng đúng không, thì mọi người biết đấy. Đấy cái vùng đấy mà người ta để cái nghĩa trang ở đấy thì biết là cái thành phố Hồ Chí Minh hồi đó là chỉ có vùng quận 1, quận 3 và cái vùng chợ lớn thôi, chứ còn chẳng có gì. Nên cái Hòn Ngọc Viễn Đông lại có nghĩa là như thế nào, có nghĩa là cái nơi để ăn chơi đảm liếm đi liếm gạn hút trích. Thì ở đây vì ở đây là cái thời gian trước là ví dụ lính Mỹ lính Pháp các thứ nhiều mà đúng không, người ta đi chiến trận, người ta xa đất nước, người ta được phát lương, người ta dùng cái tiền đó người ta ăn chơi nọ kia, thì người ta gọi là Hòn Ngọc Phía Đông thôi, chứ không phải Hòn Ngọc Phía Đông là một cái nơi rất giàu có như thế này thế khác. Cho nên các bạn đừng có hiểu rằng là cái Hòn Ngọc Phía Đông là như thế rồi, mà chính là cái câu Hòn Ngọc Phía Đông ấy là nó xuất hiện là cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, thời gian Pháp ấy, chứ không phải là sau cái thời gian coi như là trước năm 1975 đâu. Rồi ok. Thì có một lần cháu đi đang đứng ở đường Khánh Hội quận 4 nè, đang băng đường đi ăn, có cái ông đó mở miệng là biết ông người chế độ cũ rồi. Cháu đang đứng cái tư ông, à ông chạy lên ông hỏi con đường ra Sài Gòn đâu, con mới nhìn ông nó đây là Sài Gòn nè ông, chứ ông muốn đâu nữa, ông nói chuyện nghe tư gái à đó. Rõ ràng ngay chính cái thói quen người ta, suy nghĩ người ta là biết ngày xưa Sài Gòn nằm đâu rồi, chứ không phải là Sài Gòn là cả cái thành phố này. Hả? Còn Phan Ngọc Lan Nguyễn nè, thời chiến mà đòi sướng hả? Tôi nói nó sướng hay không á, thì ngày xưa tôi nghe cái bạn hay nói vậy nè, tại sao á Tết Mậu Thân á sĩ quan người ta đi về quê ăn Tết là việc cộng đánh giặc. Con mẹ bạn nghĩ sao bạn nói hả? Đang thời chiến mà bạn nói nghe đồng đạt đi ăn Tết. Tết nhất cái gì? Giờ Đảng Cộng sản. Đúng không? Đảng Cộng sản. Dạ. Đảng Cộng sản mà đi ăn Tết giống cái Đảng Cộng hòa các bạn, là chắc mẹ bà nó không những chừng xa mất là giờ tôi đang nói tiếng Tàu với bạn rồi đó. Trời nói chuyện mà nghe bực mình. Trời nhiều khi muốn kiếm một thằng có não á mà để nói chuyện á. Khó quá trời luôn á. A Quy á, tuy rằng nó nói chuyện nó chóc phá thiệt mà nó nói nhẹ nhàng thì tôi còn dám nghe được. Trời ơi, còn mấy bạn vô sủa coi tao mệt quá trời luôn á. Trời ơi, cháu thiệt á. Nói thiệt, cháu, bố cháu là người ngày xưa lĩnh Việt Nam Cộng hòa, lá xe tăng. Thì đương nhiên là cháu phải ngưỡng mộ cái lá cờ rồi. Nhưng mà từ cái Tết Mậu Thân tôi thấy mấy người dở quá. Mấy người lo ăn chơi không. Thường dân mẹ gì, Tết về quê ăn Tết hết để gì cộng tràn vô thôi. Thua. Tôi không dám tin các bạn nữa. Ôi bạn ở bạn cái bộ tộc Kali của các bạn đi nha. Tôi mệt quá. Dạ có ai lên đâu cho cháu xuống để người ta lên. Rồi, rất cảm ơn cháu. Bây giờ cháu là những người mà trẻ mà nói chung là cháu có một cái tinh thần như thế mà cháu biết về cái gọi là cái sự thực thôi, đúng không? Về cái đất nước Việt Nam, về con người Việt Nam, về lịch sử của Việt Nam. Là như thế là ví dụ những chú là những người mà gọi là đứng tuổi một chút xíu thì rất là vui mừng, đúng không? Cho nên rất cần những cái bạn trẻ mà bạn đứng lên để mà phản kháng lại cái sự xuyên tạc của cái bọn. Xin mời bạn Đặng Chí Bạch. Sự xuyên tạc của cái bọn mà chống cộng cực đoan. Cho nên là chúng nó cứ nói là ở Việt Nam rồi tất cả mọi người đều ghét Đảng Cộng sản cái này các. Rồi xin chào ạ. Alo. Alo, chào anh Bằng. Rồi xin chào ạ. Chào cả nhà. Lần này lần đầu tiên là tôi lên diễn đàn nói trực tiếp. Dạ vâng, chào anh, có vẻ trước, nhìn ngay giọng anh có vẻ cũng đứng tuổi. Vâng, trước đây thì cũng theo dõi nhiều nhà của anh, nhà vâng. của chú Duy Nguyễn, dạ. nhà của Nancy, nhà của bác Cầm. Dạ. Đấy, thì lần này thì lên tôi cũng đầu tiên thì tôi cũng tính là nghe thôi.
nhưng mà anh đưa ra cái diễn đàn như thế, đưa ra cái chủ đề là về đảng ấy, thì tôi cũng có góp một số ý kiến. Dạ vâng. Tức là như này này, vâng, mấy thằng ba que thì mình không quan tâm đến nó, bởi vì nói thẳng ra, có nói chúng nó cũng cố tình xuyên tạc, chúng nó không nghe đâu. Vâng, chính xác. Cái quan trọng nhất ấy là mình mở cái diễn đàn như này để tụi trẻ nó nghe, nó hiểu hơn. Đấy. Vâng. Thế này anh ạ, xin lỗi anh, em có một ý kiến như thế này này. Tức là ở đây ấy, thì đúng như là lời anh nói, là mình nói thì bọn ba que nó không hiểu và nó chúng nó cũng cố tình không hiểu. Nhưng mình nói đây, mình nói có tính chất tuyên truyền. Thứ nhất là cho bọn trẻ, thứ hai là cũng để cho cái bà con ở bên hải ngoại, người ta không hiểu về, ít hiểu về đất nước Việt Nam, con người Việt Nam. Đấy, thì người ta biết, và những người Việt Nam người ta chưa hiểu biết, người ta biết về cái, những cái vai trò của Đảng Cộng sản mình. Đấy, thì em mới nói đã thành lập 89 năm nay rồi, một thời gian cũng rất là dài để cho bà con mình nhìn nhận lại. Đấy, chứ vấn đề này là vấn đề đó thôi. Chứ còn ở đây em không muốn cải tạo đầu cái bọn mấy thằng ba que. Vâng, xin mời anh. Vâng, thì thế này này. Thứ nhất ý, nói về đảng ấy, thì tôi muốn nói với các bạn trẻ nghe là như này này. Xuất phát đầu tiên là không chỉ có một Đảng Cộng sản Việt Nam, nó còn rất là nhiều đảng. Ví dụ như là đảng của Phạm Hồng Thái, đúng không? Tức là Quốc dân đảng. Sau này là bị biến thái. Tức là cái mục tiêu đầu tiên của Quốc dân đảng cũng là yêu nước. Rồi dần dần là sau này bị biến thái. Trong kháng chiến, tôi nói ví dụ khi mà cách mạng tháng 8 mình giành chính quyền ấy, thì là gì? Ngoài không, lúc đấy không phải là Đảng Cộng sản mà là Đảng Lao động Việt Nam, đúng không? Đúng rồi. Cái thời gian đấy có rất nhiều đảng, Đảng Sáng Hội. Vâng, thì thế là tôi nói như là Đảng Việt Quốc, Việt Cách này, Đảng Quốc dân đảng này, đúng không? Đảng Xã hội của ông Nghiêm Xuân Nghiêm này. Đảng Dân Chủ của ông Nguyễn Xiển. Vâng. Đúng không? Đấy thì tôi nói là nhiều đảng. Nhưng tôi nói thẳng với anh rằng chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới gọi là đủ mạnh và đủ gọi là có quần chúng để uy tín. Có đủ uy tín để giành chính quyền. Thế nên khi mà trong lời kêu gọi ngày 19 tháng 12 của Bác Hồ ấy, thì Bác Hồ có kêu gọi không phân biệt trẻ, già, trai, gái, đúng không? Không phân biệt đảng phái, đúng không? Không phân biệt tôn giáo, có đúng không? Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên. Chứ anh thấy rõ không? Thế thì tôi mới nói là nhấn mạnh rằng là gì? Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới đủ gọi là uy tín, đủ lực lượng và đủ sức, tức là tập hợp đủ tiếng nói để tập hợp được quân chúng mới giành được cách mạng. Nên đấy thì tôi muốn nói là đấy, các bạn trẻ bây giờ cũng đừng có chuyện đa đảng đa điếc gì cả. Bởi vì tại sao tôi nói thẳng là như này này. Sau này chưa biết được, nhưng hiện tại tôi nói thời điểm hiện tại là không được. Bởi vì thứ nhất là cái lũ ba que, chúng nó không có đủ tư cách. Chúng nó bây giờ chúng nó là cái thây ma rồi, chúng nó không có cái tư cách nào để chúng nó đòi quay về, để không có đủ tư cách. Thứ hai nữa là như này này. Về quy luật, anh đã là mâu thuẫn trong cái triết học duyên bận vật biện chứng ấy, thì người ta nói là mâu thuẫn là động lực cho sự phát triển. Nhưng cái mâu thuẫn nó phải chia làm hai. Mâu thuẫn mà đối kháng thì là một chết, một sống một chết. Tức là còn anh thì tôi mất, mà còn tôi thì anh mất. Đấy là mâu thuẫn đối kháng. Mà thực tế ra thì
thôi tôi bây giờ tôi cứ tạm gọi đi là lá cờ đỏ sao vàng và cờ bao que là mâu thuẫn đối kháng. Mày chết chứ không, tao mà sống thì mày chết, không có cửa. Nói thẳng mấy thằng bao que là nó không có cửa về, mà cũng không có cửa để cả. Tức là ý tôi nói là tôi muốn phân tích rằng là gì, ba cái thằng mà vớ va ở vẩn, mà cái nó xin lỗi mấy thằng vô học vớ va ở vẩn, xe ôm xe yếc xong rồi cứ gào vớ gào vẩn để mơ giấc mơ Mỹ, nó chúng nó không thôi. Thì đấy tôi nói như vậy thôi để anh làm chủ diễn đàn, tôi xin xuống. Có gì nếu như mà cần gì câu hỏi gì thì tôi lại xin lên. Vâng, vì là em rất cảm ơn anh tham gia diễn đàn của bọn em. Thì nói chung là em thấy một số mà những cái chuyện mà anh nói chuyện như thế này thì em cũng nghĩ rằng anh là một người khá hiểu biết. Thì thôi, anh em mình là những người mà lớn tuổi một tí xíu. Thì nói chung mình lên trên này nói để cho những người bọn trẻ đấy, tức là nó cũng mạnh dạn, nó lên trên cái đúng rồi, diễn đúng đàn rồi. Này. Vâng. Vâng, rất cảm ơn anh. Xin lỗi, anh mong anh... Vâng, tôi vẫn theo dõi, còn có gì vâng. Thì tôi lại xin lên. Vâng, vâng, rồi, chào vâng cảm ơn anh. Rồi, chào cả nhà. Vâng. Xin mời Gia Cát Thiên Sơn. Kể cả các bạn đối lập, các bạn lên đây, các bạn coi như là trình bày rất lịch sự, mình tôn trọng lẫn nhau, một cái ok hết. Rồi, đang mời Gia Cát Thiên Sơn. Xin chào anh. Vâng, xin chào. Em ít tuổi anh, 1 tuổi anh. Ok. Và thấy anh vừa rồi em thấy thích lắm. Anh nói đấy một quan điểm rất chuẩn. Anh ấy nói cái mà em gần đấy hết rồi. Nhưng em thấy một cái tính chất ở cái thế này này. Chúng mình cái diễn đàn của anh em thích ở cái chỗ này, không đẩy bỏ chúng nó. Đấy là một mục tiêu của chúng mình, là không bỏ những người quân hư. Đúng rồi. Những đứa hư hỏng. Nhưng những đứa nào mà chửi chủ tịch Hồ Chí Minh thì có thể nhắc 1-2 lần, nếu nó cố tình bỏ thì em thấy thích thì cũng được, nhưng đấy là vì chúng nó cố tình thôi, chứ không phải là mình cố tình. Em mà theo dõi anh rất lâu, cái diễn đàn của anh rất là tuyệt vời. Ở cái chỗ này này, mình tuyên truyền không phải chỉ cho mọi người mà chính cho gia đình chúng mình. Đúng rồi. Hiểu được những thế hệ trẻ chúng mình sau này, những con cháu này biết được rằng là những cái tiền sử của cha ông như thế nào và cái lịch sử như thế nào. Đó, anh đã dẫn dắt được những cái chuyện đó. Trong cái diễn đàn của anh, em thấy có một cái đó là một cái tuyệt vời. Cái thứ hai là cái tuyệt vời thứ hai nữa là thế này, là để mọi người đều hòa đồng vào cùng với một trong một diễn đàn. Nghĩa là em với anh cùng yêu nước. Người kia người ta cũng bảo yêu nước, nhưng người ta thực ra người ta đang chửi mình, người ta đang đánh phá mình, nhưng mình vẫn cứ để cho người ta nghe, lắng nghe ý kiến của ý là lắng nghe ý kiến của bạn đó. Là cái mục tiêu của mình là mình muốn để cho họ biết rằng là lắng nghe ý kiến của mình để mình truyền tải những cái thông điệp đến cho họ. Tôi mà... nói bạn anh Nguyễn như này, bạn nói là câu cộng sản suốt ngày chỉ tìm cách lừa dân chứ éo phát minh gì cho nhân loại. Hiện nay Đảng Cộng sản cùng nhân dân, nghe chưa? Phát triển đất nước, sự phát triển của đất nước thì nó đi đôi với đời sống của nhân dân càng ngày càng được nâng cao lên, đúng không? Cho nên là mình cứ nói là Đảng Cộng sản vì dân, vì nước nó ở chỗ đấy. Các bạn thấy không? Hiện nay coi như đất nước phát triển. Thì các bạn thấy không? Đời sống của những người dân kể từ những cái chỗ mà vùng khó khăn nhất. Ví dụ vùng núi, vùng biên giới là những vùng khó khăn ngày xưa. Nhưng bây giờ nhân dân ở những cái vùng đó, đúng không? Hiện nay cũng rất là no ấm và phát triển.
Nói chung là cái cuộc sống của những người dân ở đó so với những người thành phố, nói chung người ta cũng là 1-8, 1-10 thôi, chúng không cách xa gì. Đó là cái ưu việt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi nói với tất cả các bạn, ví dụ như này, tôi ví dụ cho các bạn, ví dụ ở bên Mỹ chẳng hạn, là một đất nước rất phát triển vậy, đúng không? Rất phát triển, tôi công nhận, vì người ta đã coi như phát triển hơn 200 năm nay rồi. Nhưng mà bây giờ tôi nói với tất cả các hơn bạn, 300 tài... năm anh ạ. Không, tức là mới phát triển hơn 200 năm nay thôi, vì là trước kia thì nói chung cũng có nội chiến ở kia thì mình coi là hơn 200 năm. Thì bây giờ tôi nói với tất cả bạn, cả các bạn, tài sản của các nước Mỹ nhá, phần lớn là nằm vào tay ai? Vào tay cái bọn tài phiệt và bọn tư bản. Coi như 1% dân số Mỹ nó chiếm 99% tài sản của nước Mỹ. Đấy. Cho nên là ưu việt của chế độ mình nó là như thế. Nhưng sao anh cứ nói mãi bọn chúng nó không hiểu nhỉ? Chúng nó phát triển 200-300 năm. Em chỉ cần 50 năm thôi. Mình mới phát triển khoảng gần 25 năm. Tôi nói với bạn Trần Xuân Hòa này, đất nước đang ổn định, đúng không? Đang phát triển, với tốc độ phát triển thuộc dạng nhanh nhất thế giới. Bây giờ GDP phát triển, tốc độ GDP phát triển là 7%, 7,08% GDP. Đời sống người dân càng ngày được cao lên, đất nước đang yên bình. Thì tội gì phải trưng cầu dân ý, đúng không? Không phải, có ai cần đâu à. Ai bắt hay là mấy thằng ba que chúng mày ở bên kia bảo chân... trưng cầu dân ý. Những người dân Việt Nam chúng ta đang sống yên bình này. Ngu dốt. Trưng cầu dân ý. Cái chân người trưng cầu dân ý là phải có phe cánh là bên nọ bên kia. Thế nhưng mà Trần Xuân là không hiểu, bởi vì chúng tôi 90 hiện tại bây giờ chúng tôi khoảng 95 triệu dân. Chúng tôi chưa có nghe được một cái từ nào gọi là phải lắng nghe, gọi là trưng cầu dân ý, mà chỉ có một bạn thôi, bạn chỉ là một số trong 95 triệu dân đó, thì bạn phải hiểu như thế nào chứ. Bạn đừng có nói hoặc là có thể viết chữ to, bạn có thể viết chữ to thì tôi nói với bạn anh với một điều này đi. Cái mỗi một đất nước chọn một chế độ lãnh đạo khác nhau, làm sao để cho phù hợp với hoàn cảnh lịch sử con người. Đúng rồi. Tất cả đất nước đó chỉ... chứ đừng có ví Việt Nam với Liên Xô, Việt Nam với Đông Âu ở bên kia, đúng không? Tại sao đất nước Trung Quốc là đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hiện nay nó người ta là một nền kinh tế đứng thứ hai thế giới, đúng không? Một đất nước rộng lớn như thế, đông dân như thế, đúng không? Bây giờ ví dụ như đất nước Trung Quốc chẳng hạn mà đa đảng hoặc như thế này thế khác chẳng hạn, thì các bạn thấy đất nước Trung Quốc sẽ như thế nào? Đấy. Cho nên các bạn coi như là phải có một cái mắt nhìn vào biện chứng. Đất nước Việt Nam chúng tôi chỉ cần một Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thôi, đúng không? Nhưng mà hiện nay đời, tức là đất nước chúng tôi yên bình và ổn định, tốc độ phát triển kinh tế thuộc dạng nhanh nhất thế giới. Như thế là dân, những người dân chúng tôi coi như hoàn toàn hài lòng rồi. Cái bạn gì anh nhỉ? Anh Nguyễn, bạn anh Nguyễn. Anh bạn Phùng Tuệ Anh. Rồi, anh, ok. Anh nói cái gì đấy nhỉ anh nhỉ? Là cứ bảo cộng sản lùa dân, tao thấy ở cái nhà hát Bosa mới là lừa đảo. Đấy anh ạ. Nó cái Bosa người ta đã giải quyết xong rồi, người ta nên đền bù và cho dân tất cả cái vùng miền đó, người ta đã hoàn thành với chính phủ mình rồi. Thế mà trong khi đó mà thằng này là vẫn còn nói như vậy này, em cũng không thích nó nói cái câu này này, nó vẫn nói là lừa đảo đó. Nếu Bosa nếu không hoàn thành nhiệm vụ với chính phủ, chính quyền Việt Nam mình thì làm gì có quan tồn tại đến bây giờ. Khi nó xảy ra mà nó đền bù 500 triệu US đô anh Bằng, đúng không ạ? Thằng này nói cũng không được. Bây giờ cái, bây giờ nhá, tôi nói với tất cả các bạn là nói chung là bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn thay đổi mình để mà phù hợp với sự phát triển của đất nước và sự biến đổi của thế giới này, chứ không phải là nó vẫn cứ như thế và mãi mãi là như thế, đúng không? Ví dụ đất nước phát triển đến một mức độ nào đó thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thay đổi để cho phù hợp với tình hình thực tế. Bây giờ như Đảng Cộng sản tôi nó nói với tất cả các bạn rồi,
đã thành lập được 89 năm rồi, thời gian cũng đủ dài để chúng tôi nhìn nhận lại cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đúng không? Kể cả cái thời trước và đến thời bây giờ, đúng không? Các bạn coi như là bên chính quyền huyện Sài Gòn chỉ biết coi như làm tay sai cho Pháp, cho Mỹ thôi. Anh bạn ạ, em ngắt anh một chút, nhiều người muốn nên quá. Thì như em nói với cái thằng Trần Sơn Hà Hòa này, thực ra không biết là nó ở Việt Nam hay nó ở nước ngoài, nhưng nếu Trần Xuân Hà Hòa thì nó khả năng là nó ở trong nước, mà khả năng thằng này còn nhỏ. Bây giờ gì? Thôi, tôi nói bạn Trần Xuân Hòa này, bạn thôi bỏ đi. Không, chứ hỏi xem bây giờ cộng sản dối trá gì, dối trá gì. Thôi bỏ qua đi, vì thằng này khả năng còn nhỏ lắm, nó không hiểu biết rồi lịch sử. Rồi, ok, em nói một chút nữa thì nhường cho một số bạn ở dưới diễn đàn. Thì để em nhường xuống Việt Bình Dương hoặc nhiều người muốn lên á. Rồi, ok, rất cảm ơn em nhé. Rồi mỗi người một chút để nói thôi, còn những cái người mà không cần đáng nói, không cần nói anh ạ. Còn trên cái bạn họ nó vô vị. Rồi, chủ yếu mình phản biện trực tiếp thôi. Đấy, mời Việt Bình Dương trước, Trần Văn Mạnh chờ sau nhé. Mời Việt Bình Dương. Rồi đang thêm Việt Bình Dương. Rồi, xin chào em. Dạ, chào anh Bằng. Chào tất cả anh chị em trên diễn đàn nhé. Thì em nói tóm lại này nè. Anh gì đó, anh lên thì em cũng cảm ơn tất cả anh chị em. Thì em chỉ chốt lại như thế này nè anh Bằng ạ. Cái đám bên đó, nó không có giúp gì được đất nước mình cả. Mà bản thân mình nhá, mang cái quốc tịch Mỹ rồi, bây giờ anh em mình bây giờ cái giải thích bây giờ đất nước mình phát triển, tụi nó biết, tụi nó bây giờ em nói anh nhá, tụi nó nhiều thằng á, bây giờ nó về Việt Nam thường xuyên à, nhưng mà nó quay về bên đó nó không có cái thái độ đó. Em nói với anh như vậy á, là tất cả anh chị em á, em á thì sinh ra miền Bắc mà lớn lên miền Nam, em nói được cả dòng Bắc và em nói được cả dòng Nam. Thì em nói với anh như thế này nè, đất nước mình bây giờ nó đã là Bắc Trung Nam hòa như một rồi. Đúng rồi. Không còn cái phân biệt. Trước đây á, cái thời năm giải phóng á, mới giải phóng sang á, thì còn có một cái văn hóa của mình còn phân biệt vùng miền tí. Nhưng bây giờ đất nước mình bây giờ kinh tế nó đã hòa đúng nhập rồi. Bây giờ hòa nhập hết rồi. Hoàn toàn không có bao giờ mình phân biệt. Còn bây giờ anh em mình cứ phân tích với ông thể chế chính trị. Bây giờ đang nguyên đa đảng rồi á, đảng như thế nào? Tụi nó có nắm được đâu anh? Tụi nó bao giờ mà cứ nghe báo đài mình lên á, tụi nó đâu bao giờ đọc về đảng đâu. Cái gì đảng mình thành lập á, anh biết là ngày 3 tháng 2 năm 1930. Năm nay là 89 năm đúng không? Không anh? 89 năm. 89 năm. Thì anh biết là 89 năm đó, tụi nó cứ nói là mày không ấy mày về bắt bó. Thì con mẹ, em xin lỗi tất cả anh chị, con mẹ cái tụi mày. Em chửi tiếng Anh cho tụi nó, it's a fuck, it's you idiot. Mày, tụi mày phải là learn about history. Tụi mày phải học về lịch sử đi. Mẹ mày á, 89 năm rồi á, ông cha tao á, đổi bao nhiêu xương máu. So 89 năm thành lập đảng, mà so với 1000 năm đô hộ của giặc Tàu, tao không cần tụi mày phải là dạy cho người Việt Nam thế nào là yêu nước, how to love this country. Tụi mày phải câm cái mồm đi, đặc biệt là mấy cái thằng phản động và mấy cái thằng mà Vietnamese overseas, mà nó không phải là patriot, nghĩa là không phải là cái người yêu nước. Mẹ toàn bọn mày, tụi mày tối ngày lên tụi mày chửi bác của tao á, hy sinh bao nhiêu là cái con đường, bao nhiêu nè, Đông Du Nghĩa Thục nè, tụi mày có học lịch sử không? Bao nhiêu cái phong trào, có phong trào mà thành công không? Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh, hiện nay các cái con đường đó, Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh, tụi mày cứ nói là, rồi Phan Bộ Châu, Đông Du Nghĩa Thục, có thành công hay không? Nhưng mà bác bây giờ là đã đi bằng cái con đường đó, đi bằng con đường chương chính. Mỗi một giai đoạn lịch sử là mỗi một giai đoạn ứng dụng khác nhau. Nó nói là tại sao mà bác không có một cái tư tưởng gì, mà tại sao mà lại có tư tưởng Hồ Chí Minh?
Thì con mẹ tụi mày á, tụi mày đừng có học lịch sử, tụi mày có học đâu tụi mày biết. Cha ông tao nè, ông già tao nè, tham gia kháng chiến chống Pháp. Ông sinh năm 1931, năm nay là ông 89 tuổi. Đánh Điện Biên Phủ. Rồi ngay cả mấy ông anh của em nè, ông ba em á là có mười mấy người con. Anh của em nè, em là sinh ra ở Ý Yên Nam Định. Quê hương là rất là nhiều người yêu nước. Ít mẹ bọn mày đừng có mà hù. Mẹ tao là ở Nghĩa Hưng nè, gần với Hải Hậu nè. Tụi mày đừng có lên mà người Bắc hay Nam cũng vậy, chung một lòng thôi. Đất nước mình á, bác chỉ là trước khi mất bác chỉ nói là bác chỉ mong muốn một cái nào là mang cái cho của bác á, giải về đưa một cái vào cái bình ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam, để bác nguyện vọng của bác là bác đến lúc bác mất được cái gì đâu. Bác chỉ muốn làm sao bác Trung Nam hòa chung một miền thôi, không có phân biệt gì hết. Bọn mày á đi đem mà hầu cho cái thằng chư hầu, mà đi nịnh bợ cho cái thằng Mỹ. Thằng Mỹ nó cái thằng tốt đẹp cái gì, nhưng mà Việt Nam mình bây giờ sao vẫn chơi với nó. Vì vấn đề không? Về vấn đề gì? Về vấn đề phát triển, về sự sống còn, về sự mà phải là hội nhập về kinh tế. Mẹ bọn mày cứ nói là ông Trump qua bên đây, là tụi mày nói là đố ông Trump qua bên đây. Bây giờ ông Trump qua thì tụi mày cũng nói, bây giờ bắt chậm qua bên kia tụi mày cũng nói, bây giờ chơi Trung Quốc tụi mày cũng nói, chơi Mỹ tụi mày cũng nói, bây giờ tụi mày đường nào tụi mày cũng nói hết. Bây giờ có những cái đám dân chủ của trong nước nè, mày lên á, cái thằng Trần Xuân Hòa là mày rồi mẹ mày á, mày là cái thằng ngu. Tao nói mày, tụi mày cứ chửi tụi tao á là bưng bô, chứ thực ra bọn mày mới là bưng bô. Tụi mày đang bưng bô cho cái đám ở chống cộng bên kia. Nó có mẹ, những kẻ phản quốc, tao nói với thằng Lê Xuân Hòa này, những kẻ phản quốc là những thằng bán nước cho bọn ngoại bang. Em xin lỗi tất cả mọi người, những kẻ phản quốc không nổi. Con mẹ tụi mày, tụi cái lũ phản động, cái lũ ba que. Cái lá cờ em nói với anh, những cái lá cờ tụi nó, nếu mà trên đất nước á, bây giờ tụi mày đi các nước á, có nước nào mà thấy có lá cờ ba sọc người ta công nhận không? Tụi mày đánh phá, cứ anh em lên yêu nước tụi mày á, report cái nick, để cho anh em ta không lên tiếng nói cho người dân mình trong nước biết được. Tụi mày sống con người tụi mày nhục quá. Tụi mày có giúp gì được không? Đi 44 năm không giúp được gì cho nó, mang quốc tịch khác. Làm ơn nó xây dựng cho một cái thể chế của mình á, thể chế của California của tụi mày á. Làm sao mà để cho mọi người á, các cái dân tộc thiểu số bên phải nhìn vào mà ngưỡng mộ. Tại sao mà cứ đi quay về Việt Nam nói cái vấn đề Việt Nam, mình mang cái nationality America thì phải support cho bên đó, phải serve for the USA. Chứ tại sao mà quay về bên đây? Bực quá, chịu không nổi luôn. Em nói thiệt, nhiều khi nghĩ mà bực. Dân trong nước phải để cho dân trong nước lo. Còn cái đám mà dân chủ cùi, cái đám kia chẳng qua nó chả có là cái gì đâu. Tụi nó đúng chả rồi. Là cái gì. Tụi nó là bất mãn về chế độ là một, là lý do sao. Mấy thằng dân chủ cùi chúng mày làm đất đi. Nước. Đất nước tạo mọi điều kiện cho chúng mày làm ăn mà chúng mày ngu như bò. Anh thấy nó nói vô lý mày... Anh thấy nó nói này thế này. Cuộc đời anh như thế anh đâu. Nghe nó phân tích không? Em thống kê cái tỷ lệ người ung thư của Việt Nam mình so với tỷ lệ ung thư, tụi mày có biết học toán không? Mỹ bao giờ cũng cao hơn. Mỹ đang đứng thứ 5, Việt Nam đứng hàng thứ 100. Tụi mày nghĩ như cái gì mà tụi mày nói là Việt Nam ung thư là cao hơn Mỹ? Rồi tụi mày nói là độc, đất thức ăn độc. Tại sao phải đặt về câu hỏi? Người ta làm trong vấn đề, cái vấn đề thì người ta phải đánh giá KPI. Tụi mày học bên Mỹ, tụi mày thứ văn minh, tụi mày biết cái từ KPI. Thằng anh Nguyễn, mày cứ nói là bây giờ từ bỏ chế độ cộng sản nọ kia tất cả các thứ. Chúng tao không biết chế độ nào, không chúng tao không thể làm gì được. Đấy, chỉ sống trong một cái chế mày độ yên bình Việt Nam phát triển thế đủ. Anh mày... tụi nó không hiểu như thế này nè, anh hiểu không? Có người Việt Nam mình á, cái văn hóa của mình Việt Nam mình văn hóa Á Đông. Ví dụ văn hóa phương Tây nó ra nó cười chuồng được. Văn hóa Việt Nam mày thử đi mà cười chuồng cái tao nói thiệt là bữa sau á nam giới nó chạy ra nó xem á. Mày thấy không cái con gì à, con gì mà cười chuồng nè. Con là ra chụp hình á. Việt Nam mình coi ra cái quái gì? Văn hóa Á Đông nó khác. Tụi mày đi phương Tây tụi mày học được cái những cái văn minh thì tụi mày làm ơn áp dụng cho cái vấn đề của mày đi.
đừng có nên áp dụng về trong văn hóa Việt Nam. Ví dụ văn hóa Việt Nam mình á, đôi khi ra cái đèn đỏ, phải không? Thấy không vắng, không có công an, người ta chạy. Bây giờ mày có dám ra, mày bây giờ mày lên mày chửi, mày có dám ra mày nói, ê, tại sao mày chạy không? Mày dám ra mày bắt được không? Nếu mày bắt được người ta được thì mày về bên Việt Nam mày làm đi. Tụi mày cứ nói là luật. Luật á, nó tùy theo một cái văn hóa. Đúng, thằng Trần Trung Hòa khi mày nói núi Tàu Lai là đúng đấy. Mày thấy không, nếu mà mày biết về lịch sử ấy, mày phải biết rằng là cái người mà gốc Việt nhá, là những người chỉ có người giao xỉ thôi. Thấy chưa? Em nói về em nói rằng là Hoàng Trung Linh, đúng rồi. Ông cha của mình đã đổ bao nhiêu xương máu rồi để mà giành được cái độc lập, tao chỉ chốt một câu như thế này, tụi mày chả có làm gì được cho dân hết thì tụi mày đừng có phá. Mình sẽ mời Trần Văn Mạnh. Bây giờ bao nhiêu ông cha mình á đã đổ xương máu được giành được cái độc lập này, tại vì tụi mày đã đợi, tụi mày phải lựa được cái món nào á, lựa cái thịt nào như thế nào ngon. Bây giờ Đảng Cộng sản là cái người mà đã được người dân người ta lựa chọn rồi, bây giờ đã thành lập lên cái chính đảng rồi, tụi mày muốn đa nguyên đa đảng làm một cái nồi cháo heo hầm mà. Tụi mày thấy không, Campuchia bây giờ, Iraq, Syria, dân á đòi dân chủ đó, thấy bây giờ nó sướng không, dân nó chết kìa. Ukraine không có một cái thể chế nào mà ra hồn ra xác, đánh nhau như ngoài chợ vậy. Tụi mày thôi nhìn đó, tụi mày đừng có bao giờ tụi mày kêu gọi cái thằng Tân Thái, cái thằng cái đầu nó như con cá sấu. Mẹ, đó, cảm ơn cứ nói mà nói cái gì lên đó mà theo chiều tụi nó cổ suý, mà không theo chiều là tụi nó nói là ngu. Rồi bò đỏ, bò vàng bưng bô, tao nói địt con mẹ tụi mày á, tao bưng bô cho ông cha tao á, là tao bưng cho ông cha tao là đúng. Tụi mày là cái quái gì mà tụi tao phải bưng cho tụi mày, tụi mày ở bên nước ngoài, tụi mày có giúp gì được cho dân trong nước không? Tụi tao bưng cho tụi mày. Cái thằng Xuân Hòa, mày là cái you are brick, mày là cái đầu cục đất. Mẹ bọn mày đừng có nói, bọn mày biết tiếng Anh tụi mày lên tụi mày nói đâu. Sụp đổ hả mày, có mơ đi. Tao nói cho mày anh Nguyễn, mày đã nhớ nè, dân Việt Nam tao nè, tụi mày có ngon lên á, tụi mày đưa cái mặt ra, tụi mày đừng có bao giờ ấy. Má bực quá không chịu nổi. Rồi cảm ơn em. Rồi em rồi. Xuống lên. Rồi ok. Anh cảm ơn. Rồi mời Nguyễn Quốc Anh. Bỏ ai xuống. Mời Trần Văn Mạnh. Alo. Rồi, ok. Chào mấy anh chị, chào luôn mấy anh phản động nhé. Em thấy anh Trần Xuân Hòa lên nói khí thế quá nên em cũng lên em hỏi anh mấy câu thôi. Nếu mà anh Hòa là quốc tịch ở Việt Nam á, thì anh cũng có quyền yêu cầu trưng cầu dân ý. Nhưng mà với điều kiện là ngày mai á, tối ngày mai anh cứ cầm cái biển hiệu lên ngay phố đi bộ Nguyễn Huệ á, nếu ở trong thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội thì cứ ra Hồ Gươm thôi, cầm cái vào biển cái gì cũng biển cắt tông cũng được hoặc cái gì cũng được hết á, và lên yêu cầu trưng cầu dân ý, và anh phải biết rõ là trưng cầu dân ý về vấn đề gì luôn nha, chứ đừng có trưng cầu dân ý đủ các thể loại mệt lắm, phải có cái gì đó thì bên nhà nước người ta mới giải quyết được. Và nói với mấy anh luôn là thế này nè, cái yêu nước nó khác với yêu chế độ, các anh phải hiểu rõ cái vấn đề đó, yêu nước khác với yêu chế độ nha. Đúng rồi. Khi các anh yêu nước á thì các anh hãy lên tiếng, còn các anh yêu nước theo kiểu gì á thì em cũng không biết được,
không biết là anh các anh yêu nước kiểu gì á mà luôn muốn là đất nước mình bị cái kiểu là như Libya, Iraq, Iran rồi luôn muốn ngoại bang nó vô nó sâu xé, không hiểu là các anh yêu nước kiểu gì. Ông bà cha mẹ các anh có dạy các anh về vấn đề yêu nước không? Đến như cái đứa trẻ con học lớp 5, lớp 1 thôi mà nó còn định nghĩa được từ yêu nước là gì. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Đất nước đây là gì? Là cha mẹ, là ông bà, là mình đang ấy, đang chỉnh cái máy. Dạ. Nghe rõ không anh Bằng ơi? Nghe rõ. Được rồi, anh sáng được. Mình chỉnh cái máy. Yêu nước là gì? Yêu đất nước là gì? Yêu gia đình, yêu ông bà, yêu cha mẹ, yêu tất cả các người thân hiện tại đang ở đất nước Việt Nam. Còn mấy người mà không có quốc tịch Việt Nam thì miễn bàn luôn nhé. Còn nếu khi các người mà có quốc tịch Việt Nam thì hãy bàn về vấn đề yêu nước ở đây. Còn nếu mà yêu nước thì cứ quay về Việt Nam đi, đóng góp đi. Ra ai bỏ các anh các chị hết. Nếu các anh các chị có lòng yêu nước, còn anh các chị hãy tách biệt yêu nước với là yêu chế độ nào. Hai cái khác nhau nhé. Còn bây giờ hiện tại Việt Nam đang do chế độ là Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, thì người dân phải theo Đảng Cộng sản lãnh đạo thôi. Đảng Cộng sản chưa làm cái gì cho người dân phải thiệt thòi cả, chưa làm cái gì mà người dân phải khổ. Bây giờ nói với Nguyễn Anh này, đàn áp ở đâu, đàn áp chỗ nào, bao giờ đàn áp dân, đúng không? Còn ở trong nước này nhá, đất nước nào cũng có cái pháp luật để phù hợp với đất nước đó, đúng không? Những kẻ nào đứng lên ví dụ chống lại cái chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, chống lại sự yên bình của chúng tôi thì bắt buộc làm đều phải vào tù hết, đúng không? Kể cả bên nói này, về anh bác. Nói về anh như này này, nói về anh này, Đảng Cộng sản làm gì được gì cho Việt Nam, và bên Việt Nam Cộng hòa đã làm được gì cho Việt Nam? Đảng Cộng sản đã làm gì? Đã giải phóng đất nước, đã 9 năm trường kỳ kháng chiến chống Pháp, đánh đuổi Pháp ra khỏi Việt Nam. Sau đó Mỹ vào 20 năm từ Cao Bằng tới từ Hà Nội tới Sài Gòn có 2 tiếng giờ, có 2 giờ bay thôi. Mà phải đi hết 20 năm suốt chiều dài dãy Trường Sơn, 20 năm dài dằng dặc để giải phóng, để thống nhất đất nước. Các ông từ miền Nam tập kết ra Bắc. Rồi các mẹ ở miền Nam phải chờ 20 năm trời mới gặp được con, có thể là không gặp được. Để làm gì? Mục đích cuối cùng là để giải phóng đất nước thôi. Còn Việt Nam Cộng Hòa đã làm được gì? Đến như cái quần đảo Hoàng Sa mà đang làm mất cho Trung Quốc, cái đó là Việt Nam Cộng Hòa làm mất nhá. Nếu mà Việt Nam Cộng Hòa mà giữ lại được á, thì đến bây giờ con cháu không phải vất vả để đi đòi lại bằng miệng đâu. Thằng ấy Duy kia, mày mời bạn mày vào đi, riêng mày tao không cho lên nhá. Thì hỏi các anh đã làm được gì, cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã làm được gì, và bây giờ các thế lực phản động á, nói là phản động đi, ở bên ngoài đã làm được gì cho Việt Nam chưa? Chưa hề làm được gì hết, ngoài hai từ chống phá và chống phá. Thấy Việt Nam phát triển cũng chống. Đáng lẽ ra nếu mà yêu nước á, thì phải có những cái hành động cụ thể để giúp đất nước phát triển. Đằng này cứ tìm cách để chống phá hết cái này, chống phá cái kia, không trừ một thủ đoạn nào cũng dở ra được, từ những cái bình thường nhất đến những bị ổi nhất cũng lôi ra được. Còn các vị nói là các vị dân chủ nhân quyền, mà đến các cái lãnh tụ của cả đất nước Việt Nam các vị cũng đâu có coi trọng đâu, mà các vị đòi nhân chủ, dân chủ và nhân quyền. Dân chủ và nhân quyền các vị ở đâu? Dân chủ ở đâu khi một người trái ý các vị vào comment các vị block? Thì dân chủ ở đâu? Dân chủ ở chỗ nào? Rồi cái người mà không cùng quan điểm với các vị á, vào nói thì các vị thu cho là bò đỏ. Thì các vị ở dân chủ ở chỗ nào? Tôi chẳng biết các vị đấu tranh cho dân chủ ở chỗ nào luôn á. Thực sự là nếu mà các vị mà về lãnh đạo Việt Nam á, thì chưa biết là nếu Việt Nam bây giờ có phát triển bằng có thể là bằng Lào hay chưa, chứ nói gì đến đất nước khác nữa. Với cái tầm vóc của các vị á, với cái đầu óc của các vị á, chẳng làm gì ra hồn ấy, chứ đừng nói gì đến bây giờ rồi đấu tranh. Tôi nói cho các bạn này, hiện nay đất nước Việt Nam đã trở thành một đất nước có thu nhập
trung bình thấp. Đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành một nước có mức thu nhập trung bình cao. Và năm 2045, Việt Nam sẽ trở thành một nước coi như là có, lúc đấy là sánh vai với tất cả các cường quốc Nam Châu. Còn lúc nãy anh nào nói là cộng sản không phát minh được gì? Cộng sản không phát minh được gì, sao các anh bây giờ được làm 8 tiếng, sao có được chế độ nghỉ thai sản, sao có bảo hiểm y tế, sao có phúc lợi xã hội? Các anh thử quay lại lịch sử xem là chế độ tư bản chủ nghĩa đã cho các anh được cái gì sau từ trước khi cộng sản ra đời. Trước khi chủ nghĩa cộng sản ra đời thì chủ nghĩa tư bản đã cho các anh những cái gì? Có phúc lợi xã hội, có y tế, có bảo hiểm thất nghiệp, có ngày làm 8 tiếng, phụ nữ sinh đẻ có được nghỉ không? Về đây, anh Nguyễn về đây, trừ khử từng người một về đây. Trời, đánh giờ chạy tụt quần sang bên kia, rồi sang bên kia, sống nghèo, đói, rồi bày đặt nói phép. Đấy, có giỏi thì bây giờ làm giàu ở bên Mỹ đi, bên Úc đi, bên Canada đi. Làm giàu để cho bằng cái dân bản xứ đi. Đến như ông Bùi Tín là một sĩ quan quân đội chạy sang Mỹ tưởng sau khi Liên Xô sụp đổ. Sang Pháp em. Sang Pháp. Thì ý là sau khi Liên Xô sụp đổ á, ông nghĩ là chế độ cộng sản sẽ sụp đổ trên toàn thế giới, chạy sang nước ngoài. Rồi đến cuối đời làm gì cũng chết trên đất khách. Một okay. mình. Chả người thân. Rồi đến như Lý Tống. Biết ông Lý Tống gì nữa. Lý Tống chắc cũng gần chết rồi. Nói chung là cũng chưa chết đâu. Nếu như ở Việt Nam á, người nhà sẽ không rút ông thở. Nhưng mà giờ Mỹ á, là người nhà phải rút ống thở, nhưng mà ống không chịu, nhưng mà cũng phải chịu thôi. Vì sao? Vì chi phí y tế quá đắt đỏ, không thể nằm lâu được, người nhà không lo được, người ta phải bắt buộc phải rút ống thở. Cái nhục chưa, cái khổ chưa. Nếu như ở Việt Nam á, cho dù là có bị não thực vật đi chăng nữa thì người nhà vẫn duy trì cuộc sống trên lý thuyết, thì đó là tình nghĩa. Còn bây giờ ở bên Mỹ đó, chi phí y tế không đủ, bắt buộc phải rút ống thở thôi. Đó, thấy đau chưa? Chống cộng được gì không? Bây giờ bà con có giúp gì không? Cộng đồng chống cộng giúp được gì không? Có cho được đồng nào không? Hay là nằm đó chờ chết? Cứ nghĩ xem đúng không? Về đây, về ở Việt Nam, nếu tôi nói thật chứ, cái người nào mà nói Việt Nam nghèo á, còn nghèo hơn những người ăn xin ở Việt Nam nữa. Bây giờ các vị không có tiền đúng không? Các vị vô gia cư, các vị về đây cứ ngồi ngã tư đi, đảm bảo các vị một ngày thu nhập không dưới 1 triệu đồng. Đó là tôi nói thật. Còn các vị ở bên Mỹ á, các vị được gì? Đi lặt lực ve chai, các vị cũng lên đi chống cộng. Các vị đi homeless, không có gì ăn, đi xin từng bát phở một, các vị cũng đi chống cộng. Và chặt hiểu các vị chống được cái gì luôn. Tôi hiểu các vị chống cái gì luôn. Các vị thôi, chống cộng là cái cớ để các vị kiếm ăn thôi. Còn chung quy lại các vị là chống đất nước chứ đâu có chống cộng đâu. Đất nước đang phát triển, các vị cứ về các vị chống. Bây giờ có ai bên lực lượng chống đối đó có đủ kiến thức để lên đây có thể là nói chuyện đàng hoàng, nói chuyện nhẹ nhàng, nói chuyện có lý, có tình. Ok. Thì nói chứ bây giờ các vị cứ ngồi các vị chửi đống, chửi hoài cũng chán. Chửi hoài cũng không muốn trả lời luôn. Mà tốt nhất là anh em mình cũng không nên trả lời luôn. Đó. Rồi, rồi cảm ơn bạn. Em nói câu cuối thế này này. Anh rồi. Em mình cũng không phải trả lời làm gì cho mất thời gian đây nhỉ. Ok, họ nói chán rồi thôi. Chứ chả làm được gì đâu. Ok đi. Còn lên nói đàng hoàng anh em mình nói lại. Không rồi, ok. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, rất cảm ơn bạn. Rồi. Rồi, cảm ơn anh. Đây, em xuống cho anh. Lên. Rồi, ok. Rồi, mời Phạm Trâm. Rồi, bạn thêm Pầu Ngá. Rồi, sau Phạm Trâm, mình sẽ mời bạn. Em chào cả nhà. Em chào cả nhà nha. Giờ nói thằng Huy này, chỉ có thằng mà ngu kỹ, chứ không phải là ok, là... xong rồi, mời ngu kỹ. Ngu kỹ, ngu mà ngu, ngu kỹ, ngu lâu năm đó. Thằng A Quy mày giả nít mình nói ở Việt Nam, ở đây anh em tao rồi à, sờ chúng mày à hả? Tại vì mày không đủ trình độ nghe chưa, chứ mày không xứng đáng
anh em Việt Nam ta đây sờ chúng mày mà không mời mày lên. Rồi chứ mày cho mày lên nhiều rồi, cái dạng của mày á, là anh em trong nước tao là khinh. Khinh mày là AQ, khinh mày với một cái dạng rất, biết không? Tại mày không đủ đủ tuổi, không đủ tuổi để anh em tao lên đây trả lời với mày nữa. Với cái thằng ngu kỹ mà ngu lâu năm mà dốt bền mà chống cộng ăn mì gói, biết chưa? Mày, thằng ngu kỹ, mày chống cộng mà ăn mì gói hả? Không biết chính phủ Mỹ đó sắp cấp cho mày cái nhà để ở chưa? Cho tao thấy mày chơi một chiếc xe màu vàng mà sọc mà mày sơn vàng này này, mày sơn vàng mày cuồng đến đồi mấy đồi, bây giờ mày nằm ảo á, thấy không? Bây giờ mày chống còng mày cũng cũng ngủ trong xe, rồi mày chống còng á, rồi mày ngủ dưới cái chỗ mày gửi gửi xe luôn, đó mày đâu có gì đâu, tụi mày chống còng có thằng nào đó ôn chưa, hả? Còn ở anh em tao này hàng ngày này, thằng ngu kỹ, ngu mà ngu dốt bền, ấy thằng già ngu dốt bền, mày ngu bên đội mà mày đi chống còng mà tao thấy tội lắm, mày nào thấy tội? Mà tao thấy tù cho chiếc xe phải không, mày chống cộng riết là tao tù cho chiếc xe mày ngủ trong á, với cái thằng 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 AQ mày cũng sắp sửa này ha, thằng sắp sửa này thằng thằng AQ này nè, mày mai mốt á nếu mày đừng có nhục nữa mà đi cái nít thật mẹ đi, mà biết anh em tao không bao giờ cho lên rồi mày chỉ lăn xuống đi, chào anh bằng là cho mày xuống hầm liền, chào anh bằng xuống hầm liền, tại vì mày không có, mày không có tư cách để anh em tao ngồi nói chuyện nữa, mày không đu đinh đó mà mày cái đồ hàng của mày á thì ta anh em tao thua là thua cái đồ hèn, biết không? Chứ còn hả, trình đồ mày mà ở đến đây mày chống tôi phải lấy gì chống cộng ở đây, đất nước của tao đây, đất nước của tao đấy, dựng nói đất nước của tụi bay nữa, nghe chưa? Đất nước của anh em của tao đây, Việt Nam đây, còn tụi bay không có đất nước nữa, tụi bay bán đời ông cha tụi bay đã bán ăn rồi, nghe chưa? Mày đừng nói giành đất nước Việt Nam đây, mày làm gì có đất nước ở đây mà giành, lấy đó giành đất tổ ra rồi mày giành. Bây giành là giành nha, bây đang qua giành đất tổ của Mỹ bên kia ha, bây giành của thổ cư của ta, bây giành đất, hiện tại bây giành của đất Mỹ là đất, của người mà người dân tộc kia của Mỹ bên đây cũng gọi là giành đó, thấy chưa? Bây đang ăn ở nhờ ở đầu của dân tộc của nước Mỹ đấy, còn ở đây đất tổ của Việt Nam ta có từ hồi xưa rồi, bây làm gì có để mà giành, bây về đòi đất tổ ở đây tụi bay, bây không có đủ bản lĩnh, bây cũng có tư cách không để biết đòi, bây đặt bán không? Không biết. Bên mì là bay đang ở nhờ ở đầu của dân tộc hả, của người dân tộc, phải không? Thấy chưa? Bay làm gì có, bay đi cũng ăn nhờ ở đầu của người ta, bay làm bay đi mấy chục năm rồi, bay về đây bay đòi đất tổ chỗ nào lấy bay đòi hả? Tụi bay biết nhục à, thằng AQ mày biết nhục à, mày là cái thằng hèn nhất trong cái mạng xã hội, mày lên chống cộng mà cực ngu. Thì lúc có thấy thằng ngu kỹ này tao thấy còn tạm được hơn mày đó, biết không? Lâu lâu nó vô thôi chứ nó không dám ẵng, phải không? Mày không, nó không dám ẵng. Còn mày, mày đi đòi cho thằng Đào Tục Quân à, hả? Thằng Đào Tục Quân à, thằng Đào Tục Quân sao mày kêu lôi thằng chó Đào Tục Quân vào đây? Hèn quá vậy, mày lấy cái gì? Mày chỉ đưa bộ gì, bộ lông của mày lên đây mày hù ai à, sờ cái gì? Anh em tao mà sờ, xin lỗi đi, mày ngon mày không quê, hiểu, ngu kỳ đây, ngu kỳ thật chứ, ngu kỳ giả. Ngu kỳ vào đây mình mời lên, đúng không? Không biết là gì cả. Nếu mà... thằng ngu kỹ đàng hoàng còn cho lên đấy, cho lên còn cái thằng mày, thằng AQ mày chỉ nằm trừ dưới này thôi này, còn diễn đàn mày hết, mày từ lâu rồi, còn mày cũng đủ tư cách lên đây. Anh em nói anh em tao đây mà sợ mày ha, mày cũng đủ bản lĩnh, biết không? Cái bản lĩnh của mày là hèn, còn bản lĩnh của anh em tao hả, đường đường chính chính, cái mặt của mày là giấu mèo giấu vậy, biết không? Như mèo giấu vậy đó, thì làm gì có tư cách ở đây mà anh em tao sợ mày, sợ cái gì? Cái bản thân của mày, cái mặt lên đây còn chưa dám đưa lò cái mặt mày ra nữa, mày lên đây mày đòi đất tổ nào, đất cái mạ mè mày bên kia hả, mày về mày đòi cái mạ mè mày á, mày đèo cái chỗ nào mày, mày chết tại Việt Nam đây thì mày về mày mày đòi, rồi mày dời qua bên Mỹ mà chôn, biết chưa? Mày dời dòng họ mày qua bên Mỹ mà chôn, đất tổ hả, đất cái mạ mè mày chứ đất tổ. Xin lỗi đi, mày cấm mấy cái hầm chó lại của tụi chống cộng và cực ngu đó đi, càng ngày anh em ta càng cực địch cái tụi bay đó. Nên chứ anh em Việt Nam ta em càng cực tỉnh á thì tụi bay càng không có cơ hội mà loại đất tột nha. Ồ, Nguyễn Quân Dũng chờ sau Quốc Dương rồi, ok. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Em tạm. Đưa Quốc Dương lên máy ảnh ấy. Rồi. Chào anh Băng. Rồi, dạ, rồi. Chào...
Em chào anh Bằng, chào mấy anh chị em ở trên diễn đàn ha. Không biết cái thằng anh Nguyễn nó còn ở đây hay không? Mày nói là anh Nguyễn, nghe tao nói nè, mày nói trên thế giới này có rất nhiều nước đã từ bỏ chế độ cộng sản. Chỉ còn có mấy nước theo chế độ tư bản. Vậy tao hỏi mày, ở trên thế giới này còn bao nhiêu nước theo quân chủ lập hiến như anh? Anh nói là một nước tư bản đó, tại sao nó không bỏ quân chủ lập hiến đi theo con đường tư bản hẳn đi? Nó vẫn còn quân chủ lập hiến. Canada với Úc cũng là thuộc địa của anh. Mấy thằng đó nó đã là những nước giàu rồi đó, sao nó không dám từ bỏ anh? Còn dân anh bỏ phiếu đi ra khỏi Liên hiệp châu Âu, Brexit. Nhưng mà bây giờ là sợ rồi, COVID rồi, bây giờ là biểu tình không, bây giờ là dân anh biểu tình là muốn ở lại với European Union. Tao hỏi mày tụi mày mấy cái đó sao tụi mày không nghĩ tới đi. Trời đi. Mày cái bọn ngu. Còn mày nói là trên tất cả, mày nói nhiều nước trên thế giới bỏ tư bản, bỏ xã hội chủ nghĩa. Sao thượng nghị sĩ của Mỹ Kamala Harris đó. Dạ em chào chị Cát Tường. Bernie Sanders đó bây giờ muốn là nước Mỹ đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Là free bảo hiểm y tế, rồi free đại học free. Đó, nước Mỹ là chùm tư bản đó. Bây giờ cũng thượng nghị sĩ Mỹ, ông Bernie Sanders là đã đi ra tranh cử tổng thống. Đó là những Mỹ là một nước chùm tư bản. Bây giờ người ta còn muốn đi theo cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Đó, bà Kamala Harris đó. Bà muốn là dân Mỹ không đi làm cũng được trợ cấp. Bernie Sanders là cái chính sách của ổng muốn là free college, là không đóng tiền. Còn chúng mày nói là muốn mà trưng cầu dân ý. Ok, bây giờ là Việt Nam có 96 triệu dân nè. Bây giờ chúng mày muốn trưng cầu dân ý, chúng mày ra lấy biểu quyết đi, lấy chữ ký trên 50% của dân Việt Nam là muốn trưng cầu dân ý để đa đảng đi. Mẹ chúng mày, một nhóm nhỏ chúng mày muốn đa đảng nhưng mà 90% dân Việt Nam không muốn đa đảng thì sao? Bây giờ chúng mày muốn đa đảng, chúng mày đi lấy biểu quyết đi. Lấy biểu quyết trên 50% của dân số Việt Nam. Rồi trình lên quốc hội. Mẹ chúng mày không sợ chúng mày không có được mà lấy biểu quyết 1 triệu chữ ký, nó đừng có nói mà 50% dân số Việt Nam. Bọn chó. Còn chúng mày, thằng anh Nguyễn, tao không biết mày ở nước nào. Nhưng mà đó, cái thằng chủ tịch cộng đồng của chúng mày đó, thằng Khôi Võ đó, là bị vô danh sách là sex offender đó. Không biết nó làm cái gì, không biết nó ấu dâm hay là nó hãm hiếp cái gì đó, nhưng mà nó vô cái danh sách sex offender. Mày chúng mày nó trên cái hồ sơ đó, nó để là race, là người, là Vietnamese. Cái thằng cộng đồng ba sọc của chúng mày là bôi nhọ cả một đất nước Việt Nam, cả một dân tộc Việt Nam. Một cá nhân như vậy mà nó vô cái hồ sơ của Mỹ là nó để là Vietnamese, là bôi nhọ cả một cái dân tộc Việt Nam. Chúng mày sao không đi bảo biểu tình ha, mấy thằng đó đi. Mấy thằng chó chết. Sống ở Mỹ thì không có làm được gì cho nước Mỹ. Cỡ như Lý Tống á, bây giờ vô nhà thương thì cũng phải là cái tiền mà chữa trị cho Lý Tống là tiền thuế của dân. Lý Tống làm mẹ gì có tiền mà nằm trong cái kiểu Lý Tống á, là nó kêu là nằm trong cái mà cái phòng nó kêu là intensive care. Một giờ nó rất là nhiều tiền. Chỉ có cái an sinh xã hội của Mỹ, cái nó kêu là
Medicare, cái đó là của chính phủ nó trả thôi, chứ nhân dân cái gia đình của Lý Tống làm gì trả nổi, còn Lý Tống có con mẹ gì đâu mà trả, thì cũng là tiền của người dân. Ngày tối Trần nó nói là Việt Nam không có chế tạo ra được cái gì, nhưng mà người ta không chế tạo ra được những gì, nhưng mà người ta có tiền để mướn những người, những cái thằng kỹ sư để chế tạo. Thì đó là bố của những thằng kỹ sư. Mấy kỹ sư á, bây giờ thí dụ như mấy cái công ty mà Apple hay là những cái công ty gì đó, người ta biết đến là những người quản lý, người ta biết đến Apple hoặc là Microsoft hay là Facebook, là người ta biết đến tên của những người CEO, chứ người ta đâu có khe mấy kỹ sư nó làm được cái gì. Cho nên VinFast của Việt Nam, hoặc là những cái công trình, những cái tòa nhà của Việt Nam, những cái VinFast của Việt Nam, thì người ta chỉ biết đến ông Phạm Nhật Vượng là đủ. Để có một cái tài sản mà để mướn được những kỹ sư chế tạo đó, là nhiêu đó là đủ rồi. Còn đâu cứ cần thiết mà phải Việt Nam phải chế tạo được cái gì này, Việt Nam chế tạo được những cái kia. Những cái mà công nghệ trên thế giới bây giờ là những nước trên thế giới người ta đã đi trước Việt Nam 50 năm, 100 năm. Cần gì Việt Nam phải đi theo, bắt đầu mới chế tạo những cái công nghệ theo những tụi nó. Bây giờ người ta có tiền, người ta mướn những cái thằng kỹ sư đó, nó ngập nắm đầu nó, bắt nó chế tạo. Đó mới là đẳng cấp. Đúng rồi. Có chứ mấy cái công nghệ đó nó đã đi. Dạ đúng rồi. Những cái công nghệ đó, những nước đó nó đã bắt đầu chế tạo công nghệ đó khi Việt Nam vẫn còn là một nước nô lệ. Bây giờ kêu kỹ sư Việt Nam phải đi theo chế tạo những cái công nghệ đó. Chúng mày có điên không? Chúng mày có khùng không? Bây giờ người ta có tiền, người ta mướn những cái thằng kỹ sư, những cái thằng top kỹ sư để làm việc cho Việt Nam. Mẹ qua bên nước Mỹ này á, hơn 40 năm rồi, vẫn có người không có nói được tiếng Anh. Mỗi lần mà đi ra bác sĩ hay là đi bác sĩ hay là đi làm cái gì giấy tờ gì cũng phải có người thông dịch. Ở đó mình nói tướng nói tá. Có một cái đền thờ của Hưng Đạo Vương, cũng phải đi thuê của cái thằng gốc Ba Tàu, mà nói ngày tối chống Ba Tàu, ngày tối chống Tàu. Đi thuê của thằng gốc Ba Tàu mà không có tiền mà để trả nó nữa. Bây giờ còn muốn mà ông Phan Kỳ Nhân là muốn người khác đứng lên là quản lý cái đó rồi. Làm mẹ gì đâu có tiền, đâu có cái đó, đâu có xin ra mà lãi gì đâu mà để trả tiền. Chỉ có nhờ đi xin tiền quyên góp để trả tiền hàng tháng thôi. Mà dân đâu có phải là dân ở chỗ khu đó, đâu phải là ai cũng giàu đâu mà tháng nào cũng cho tiền cho mấy bố để mà trả tiền thuê. Thì bây giờ cũng quải rồi. Còn kỳ thị người Bắc. Kỳ thị người Bắc nhưng mà kêu tôn vua Hùng là tổ mà đi kỳ thị người Bắc. Còn tất cả những cái danh tướng của Việt Nam hầu hết là người Bắc, trừ vua Quang Trung Nguyễn Huệ là người Bình Định thôi. Còn tất cả các danh tướng Ngô Quyền hoặc là Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt toàn là người Bắc. Đi thờ mấy người đó nhưng mà lại kỳ thị người Bắc. Mấy thằng này nó đầu óc nó bị sao? Có nhiều khi em comment ở dưới lên Facebook, em comment nó chửi em bất kỳ. bố mày người Nam này con. miền Đông Nam Bộ nè.
bây giờ ngày xưa là Phan Thiết là thuộc về đầu miền Trung, nếu mà tính từ trong Nam ra đầu miền Trung, mà tính ngoài Bắc vô là Phan Thiết là cuối miền Trung, gọi là Nam Trung Bộ, bây giờ là Nam Trung Bộ. Nhưng mà bây giờ là thành Nam, đổi lại là thành Nam Trung Bộ rồi. Chào Lê Nguyễn. Anh Bằng hay là các anh chị gì ở dưới có câu hỏi gì không, em trả lời giùm cho, nếu mà em biết em trả lời giùm cho. Dạ, các bạn có vấn đề gì hỏi Quốc Trương không? Thực tế ra anh nói Quốc Trương này thì nói chung là anh em mình đã gặp nhau rồi đúng không, như là ví dụ là những cái người mà có tư tưởng ví dụ như nhau, ví dụ như mình chẳng hạn, mình sống ở Việt Nam, Quốc Dương sống ở Mỹ, thì nói chung là anh em mình gặp nhau nói chuyện rất là thoải mái mà rất là vui vẻ đấy. Thì nói chung là cái bọn mà ba que bên kia chúng mày có thấy không? Về em á thì em nói chung em cũng không có muốn mà cái kiểu như mà gây hận thù cho, cùng là một dân tộc. Đúng không? Cùng là dân tộc. Nhưng mà em rất ghét cái bọn mà đi ra nước ngoài rồi chỏ mỏ vô rồi bới móc những chuyện Việt Nam. Khi mà em đăng lên những cái mà cái câu chuyện mà những cái mà tiêu cực ở nước Mỹ á, thì chúng nó nói là tại sao chúng mày bới móc chuyện của Việt Nam, sao chúng mày không có lo mà lo bới móc chuyện của Mỹ. Thì con mẹ mà chúng mày đang ở Mỹ thì chúng mày lo chuyện Mỹ đi. Tao cũng là dân Mỹ, tao đăng những cái tin tức, cái tiêu cực của Mỹ thì cũng đúng thôi. Tao phản ánh cái tiêu cực của nước tao. Bây giờ nói gì cho nó vuông, bây giờ tao phản ánh cái tiêu cực của nước tao thì tao có quyền chứ. Còn nếu mà chúng mày nghĩ vậy thì nếu mà chúng mày là dân Mỹ hoặc là dân những cái nước nào khác không phải dân Việt Nam thì lo cho cái những nước, cái tiêu cực của những nước sở tại của mày đang ở đây. Có bạn hỏi là ở Mỹ khoảng 5 hoặc 700 đô có sống được không? Mình bảo trên 700 đô chắc chết luôn. Mình nói thiệt với các bạn nha, một cái gia đình khoảng 4 người mà cái chi phí của gia đình phải ít nhất là khoảng từ 3 đến 4 ngàn. Đó là những cái chi phí căn bản. Ví dụ như tiền nhà nè, tiền ăn uống nè, tiền điện thoại nè, tiền điện nước, tiền gas nè, rồi tiền bảo hiểm y tế nè, tiền bảo hiểm xe nè, tiền bảo hiểm nhà này, đó là những cái căn bản, đó là những cái rất là căn bản, chứ em không có nói là những cái chi phí mà thí dụ như đám ma, đám cưới, đám hỏi, đó là những cái phát sinh là em không có cộng vô nha. Những cái mà thí dụ như đi du lịch đồ, những cái đó là những cái xa xỉ rồi đó. Em chỉ tính những cái tiền mà căn bản của cuộc sống từ 3 đến 4 ngàn. Nhưng mà ở California cái tiền mà nó kêu là minimum wage, cái là tiền mà lương căn bản là 11 đồng một giờ. 11 đồng một giờ thì tính cho 40 tiếng. 40 tiếng rồi tính ra cho 4 tuần, 40 tiếng là 1 tuần. 11 đồng 1 giờ thì 160 tiếng. Thì đó 160 tiếng mà nhân cho 11 đồng. Thì khoảng ở tầm khoảng 2000 hoặc là 2002 cỡ đó. Là đó, nếu mà một người làm là lương căn bản, ví dụ như những người mà làm cho những cửa hàng thức ăn nhanh, McDonald's hay Burger King hoặc là Walmart thì nó trả cao hơn chút, nó trả khoảng lương mà bắt đầu lương khởi đầu á, thì khoảng 13 đồng. Thì đó, thì trong vòng là một người làm lương cỡ tầm khoảng 2.200 tới 2.500 nếu mà làm Walmart, còn mà làm những cửa hàng thức ăn nhanh á, thì khoảng tầm cỡ 2.000 tới 2.200. Mà một đó là một người làm, một gia đình 4 người là tính ra là hai vợ chồng thì làm, nếu mà những người mà làm công việc hai vợ chồng thì làm một lương một tháng hai vợ chồng thì khoảng 5.000 mà trả tiền tất cả các chi phí 5.000, nhưng mà chưa tính thuế nha. Cái đó là em nói là cái tiền ấy chưa tính thuế, chưa tính tiền mà trả an sinh xã hội, chưa tính tiền mà
mà trả bảo hiểm y tế chưa tính tiền thuế thì 5.000, mà nếu mà hai vợ chồng làm thì lấy về khoảng cỡ 4.000, 4.000 mà tất cả các chi phí trong gia đình thì 3.000 mấy, 4.000 rồi, không có còn dư. Anh Hoàng ở đây không? Hùng Phạm đã vào rồi. Hùng Phạm là dân Phạm mà các bạn. Dân Mỹ này á, rất là nhiều người nó có cái câu nói là làm live from paycheck to paycheck, có nghĩa là nhận lương ra, khi mà lãnh lương ra là xài hết liền tất cả các chi phí, bắt đầu phải làm vô cái tháng sau, nhận lương lãnh lương là hết liền. Đó là vì sao nó kêu cái term là live, sống là từ paycheck to paycheck. Nếu mà một cái paycheck mà nó, thí dụ như mà ở đây lương á, thường á, là hai, nếu mà làm những cái công ty tư nhân á, thì hai tuần lãnh lương một lần. Mà thường thường nó trả lương á, là vào ngày thứ năm, có công ty thì nó trả lương vào ngày thứ sáu. Nhưng mà lỡ mà có bão tuyết hay là cái gì đó mà lương nó không có đến, thí dụ như nó không có đến ngày thứ năm hoặc là qua thứ hai tuần sau nó mới đến, là cái dân Mỹ nó làm giống như là coi như là nó hỗn loạn, nó sợ sệt, tại vì nếu mà không có lương, nó không có nhận kịp thì nó sẽ trả tiền bill late, thì cái tiền mà ấy đó, cái tiền bill late thì nó sẽ bị phạt. Cho nên á, hồi đó em mới qua thì em làm ở Walmart, lúc đó em qua, em vừa đi học vừa đi làm Walmart, thì cái thời gian làm việc nó kêu flexible, mình có thể làm một tuần mình có thể làm 20 tiếng, một tuần mình có thể làm 30 tiếng, hoặc là một tuần mình có thể 40 tiếng. Cái Walmart thì nó cho vậy. Thường thường cái tụi sinh viên hoặc là học sinh, người ta thường thích làm ở Walmart là tại vì nó người ta có thời gian bao nhiêu thì người ta làm bao nhiêu vậy đó. Thì hồi đó em làm, cho nên em biết mỗi lần mà cái tới ngày phát lương mà nó phát lương trễ một hai ngày là tụi nhân viên của Walmart nó làm, nó tội lắm. Thì em thì lúc đó thì em sống, em qua thì em sống với ba em, thì em chỉ đi làm thì kiếm tiền thêm để xài thêm thôi, còn mà cái tiền ăn uống nhà cửa thì mình không phải lo. Cho nên mình thấy tụi nó, mình lúc mình mới qua mình cũng thật sự là rất là shock. Mình nói dân Mỹ nó giàu mà sao nó có những cái trường hợp mà như vậy, mình không có tin. Nhưng mà càng ở đây càng lâu thì mình mới càng biết. Chứ đừng có nói dốc. Có một bà làm chủ tiệm nail, là bà tên là Liễu Thị Hà. Bà có tiệm nail. Nhưng mà bà với ông chồng bà là có hai đứa con. Thì mới giá bộ là ly dị ra để bà này á, bà đi xin tiền của chính phủ, là bà nói bà có chồng nhưng không có con, thì bà mới đi xin những cái tiền mà chính phủ, như tiền mà food stamp, những cái tiền mà người ta giúp đỡ cho người nghèo, mà trong khi đó là bà là có chủ tiệm nail nha. Mà không biết làm sao cái tụi mà social worker, cái tụi an sinh xã hội nó phát hiện ra, nó truy tố bà 30 mấy tội. Mà nếu mà nó ở đây á, cái luật pháp ở đây á, nó truy tố theo từng khung. Ví dụ như anh uống rượu anh chạy xe mà cảnh sát nó đuổi anh thì anh tung vô cái bây giờ mình cho ví dụ đi, anh tung vô một cái người dân thì anh làm cho người đó chết, thì cái ở Mỹ này cái luật của nó, cái luật hình sự của nó xử theo từng khung, là nó sẽ xử anh cái tội là trốn cảnh sát, rồi nó sẽ xử anh cái tội là uống rượu chạy xe, rồi nó sẽ xử anh một cái tội là tông chết người, nó xử theo từng khung như vậy. Đâu, chứ nó không phải là xin lỗi cô Kim, cô cùng phạm đây. Nói là mũ lũ bò đỏ càng nói càng thấy xạo rồi. Ok, Hùng Phạm muốn lên. Hôm nay tôi mời Hùng Phạm lên. Yeah, sẵn sàng. Riêng A Quy không mời, còn tất cả mời hết. Hùng Phạm, Hùng Lân, các thứ mời hết. Rồi, xin mời Quy. Nếu mày, Hùng Phạm, nếu mày nói tao xạo, thì mày lên, mày phản biện.
nói đàng hoàng, nói lịch sự. Những cái điểm nào tao xạo, những cái điểm nào tao mày nghĩ tao xạo thì mày phân tích ra anh chị em mới dưới đây hiểu. Đừng có lên đây là chửi bò đỏ này, bò đỏ kia, ngu ngốc hay là nãy nọ. Cái đó là nó không có chứng tỏ là mày hiểu biết gì. Chào Lưu Xuân Trường. Thì hồi nãy em đang nói là cái luật pháp Mỹ nó xử theo từng khung. Bà đó, cái bà Liễu Thị Hà đó, nó truy tố bà 30 mấy tội, 30 mấy khung. Giờ nó truy tố luôn chồng bà là cũng 10 mấy khung, là ông đó đồng lõa với bà này. Giờ nó truy tố thêm cái bà dì của cái bà đó. Cho nên cái ở nước Mỹ này, cái luật pháp của Mỹ, nếu mà cái luật pháp của Việt Nam mình mà học theo cái luật pháp của Mỹ, em bảo đảm dân Việt Nam chịu không có nổi. Ở Mỹ này á, nó có một cái nó cũng có cái luật mà dưới vị thành niên. Nhưng mà khi một thanh niên, một người mà dưới vị thành niên mà phạm những cái tội nghiêm trọng, nó cho phép truy tố cái người vị thành niên đó, nó cho phép truy tố theo cái theo người lớn. Giống như là cái trường hợp mà cái thằng Lê Văn Luyện gì đó ở ngoài Bắc ngày xưa, mà nó ở ngoài ở tỉnh nào ở ngoài miền núi phía Bắc mà nó giết 3 người đó, thì nó không có đủ, nó chưa tới vị thành niên mà nó truy tố, nó phạm tội 18 tháng đó, nó 18 năm tù đó. Mà nếu mà thằng đó ở Mỹ, nó sẽ truy tố thành người lớn, là nó thằng đó là chắc chắn phải, thằng đó là chắc chắn sẽ bị tử hình. Cho nên cái em nói những cái luật ở Mỹ này nó xử theo cái, nó không có cái luật ở Việt Nam của mình thì còn theo cái tình, theo cái lý, chứ còn ở Mỹ này phải phạm tội vô cái luật nào nó chỉ tố ra cái luật đó. Cho nên ở Mỹ này nó có những cái trường hợp mà một người ở tù mấy trăm năm, người tù ở tù 100 mấy chục năm, thì đó là lý do vì sao. Tại vì một khung hình phạt nó vài năm thì nó cộng lên tất cả. Thí dụ như cái một cái người mà bị truy tố 30 mấy tội, 30 mấy count, thì 100 mấy chục năm là đúng, là chính xác luôn. Nên nói mà tại sao Việt Nam không có theo những nước tư bản. Nếu mà Việt Nam theo những nước tư bản là dân Việt Nam mình chịu không có nổi. Đó, thì anh Bằng hay là mấy anh chị gì ở không, dưới có bây giờ 18 tuổi rồi sao mà không như tử hình, đúng không? Cứ đủ tuổi vị thành niên trở lên. Dưới là... lúc nào không, nhưng mà thí dụ như ở Mỹ này có một, nếu mà một người dưới vị thành niên 15 16 tuổi đi mà phạm tội mà nghiêm trọng, nó vẫn tử hình. Thì nó sẽ xử theo cái tội mà người lớn. Ví dụ như mà 15, 16 tuổi, nhưng mà phạm những cái tội mà không nghiêm trọng, thì nó vẫn xử dưới 15, 18 tuổi, nó vẫn xử dưới vị thành niên. Nhưng mà khi mà phạm tội, những cái tội mà nghiêm trọng, nó sẽ xử theo cái người lớn. Em có rất là tinh thoảng thì có rất là nhiều muốn chia sẻ, nhưng mà lên đây thì tự nhiên nó quên. Và nếu mà cái anh chị nào mà có câu hỏi nào muốn hỏi thì nếu mà em biết thì em sẽ chia sẻ. Rồi, ok, cảm ơn Quốc Dương. Nếu mà ví dụ bạn nào mà dưới này muốn hỏi Quốc Dương gì thì cứ hỏi, thì Quốc Dương sẽ trả lời sau. Rồi, anh cảm ơn Quốc Dương nhé. Ok, dạ. Rồi, bye, tạm biệt. Bye mấy anh chị. Dạ, dạ, bye. Rồi, xin mời khắc tinh của Hùng Phạm. Xin mời anh Thái Hoàng. Đam thêm anh Thái Hoàng. Rồi, xin chào anh Hoàng. Alo, chào Băng, chào tất cả anh em. Nó chạy rồi. Không, nó thấy anh là chạy mất rồi. Chạy mất rồi. Còn không? Còn ạ. Nó vừa có mấy Hùng Phạm. À. Chả có gì đâu. Có cái là nó tối ngày nó đòi là hô là cộng sản sẽ sụp đổ, sẽ lật đổ, thì mình bực bội thôi. Chứ bây giờ không còn biết gì để nói với cái bọn này nữa.
chả có gì hết á. Nói gì giờ, nói bây giờ chỉ có một điều yêu cầu thì bây giờ anh cứ nói cái câu này hoài à. Nói riết rồi rồi là người ta hô mình nhàm. Chỉ nói câu bây giờ sao nó dạy cho con học tiếng Việt đi. Một cái một thôi rồi nó muốn lật đổ gì nó lật. Muốn lật cộng sản hay nó muốn lật ai nó lật. Nhưng mà trước mắt là nó phải biết dạy con nó phải học tiếng Việt. Qua mấy chục năm nay rồi mà con không biết tiếng Việt. Thấy không? Là cái chuyện bình thường là kỳ cục ấy. Vậy mà đòi yêu nước, yeah. Yêu non mà con mình thì không biết tiếng Việt. Mà cái đòi dạy người, mà đòi lật cái này lật người kia. Mà cứ đòi sống cộng sản, sống cái gì, sống gậy. À, chống cộng sản. Không biết nó chống cái gì nữa. Mà kêu nó về nó gặp. Thì nó gặp anh thôi. Hôm bữa rồi. Bây giờ mày xuống tao còn bao nhiêu ngàn đô? Năm hồi bữa là 500 đô hả? 500 hay 5 ngàn? À 500. Rồi ngày hôm qua gì? Hồi sáng này tao nghe gì? Cái thằng thằng Lâm Văn Hà, thằng phụ web á. Nó là một tháng nữa thì là Hà My sẽ không còn trên cõi đời nữa. Tao nói tụi bay toàn là cái thứ mà khè người ta nhắc khích. Đéo mẹ. Tao nói mùng phạm lần nữa nha. Tao là lớn tuổi hơn mày. Nếu mày về Việt Nam, đó mày giống mấy bữa nay mày thấy không? Thấy mấy anh, mấy bố, mấy chú mày tiếp mấy người Việt Kiều về không? Đó, đi vui chơi, đi tham quan thành phố Hồ Chí Minh, đi ăn uống, vui vẻ không? Thì tao sẵn sàng tiếp. Nếu cần thì dẫn mày đi tham quan. Anh Hoàng sẵn sàng mời. Còn mày về đây á. Ở nhậu, nó không nhậu được thì dẫn đi uống nước mía. Rồi. Bởi làm gì có nước mía lạnh mà nó uống có. Bữa thấy Tì Tông cũng mua nước mía. Thì à. Còn không thì là dẫn mày đi nhậu. Còn mày về đây mà mày đã xách động biểu tình hay là mày kêu gọi biểu tình thì mày gặp anh mày. Ê, không phải anh mà bố vợ mày, tao là nhạc gia của mày. Thằng Chu Minh Thảo thôi, tao là bố vợ của mày. Thì mày gặp bố mày, tao lớn mày thì 2-3 tuổi rồi đó. Mày gặp tao là chỉ cần một nốt nhạc thôi. Không. Đó, còn bữa mày hâm á, bây giờ mày dám hâm nữa không? Đó, bữa mày hâm á, thằng Lâm Văn Hà sáng này hâm á, mày dám hâm, mày dám nói rõ ràng không? Hay mà nói, tụi bay bây giờ cũng sợ Facebook chết mẹ luôn, sợ thằng Mắt chết mẹ luôn. Tụi bay mà anh giết tầm bậy tầm bạ là cho tụi bay ra đảo hết. Không, bây giờ tụi bay hôm nào dám hâm. Còn mày hâm tầm bậy tầm bạ, tao là có người thân ở bên Mỹ nha. À, tao là có người thân bên Mỹ nha. Thành ra mày hâm tầm bậy bạ là tao nhờ người ta thưa FBI là bỏ mẹ chúng mày hết á. Chúng mày đừng có hù người này hù người kia. Tụi bay còn không á, mày viết comment lên đi. Tao gửi cho anh Mắt à. Tao. Tao nói mày anh Mắt tao là bà con bên vợ tao đó. Thằng bại não phụ bếp đó tên là Hùng Phạm. Lâm Văn Hà. À Lâm Văn Hà đúng không? Lâm Văn Hà. Lâm Văn Hà, cái thằng mà chuyên môn mà ngồi lên xe mà chửi, chửi từ Đông sang Tây. Nó chửi còn hơn thằng mấy thằng ở bên Việt Nam nữa. Nó đem toàn là phụ tùng phụ nữ ra thôi. Rồi nó hâm giết người này, hâm giết người kia. Nó về nó liếm đít con phơ Phi Hằng Phan Thị đó. Đó nó hâm Phan Thị bao nhiêu lần đó, Phan Thị là con nhảy dân chủ cụi trong nước đó. Về liếm đít nó. À cái này na sĩ phạm anh không biết, tại anh thấy John nó là Tuy Tông nó là cái gì ai mà hâm là gửi cho nó. Tại xưa rồi anh Hoàng bị tù rồi. Na sĩ phạm có lên không? Lên là kết thúc chương trình cho anh. Mời na sĩ phạm nha. Đang thêm na sĩ phạm. Rồi anh chào em. Em chào anh, em đâu có biết là anh tính mời em trời. Hên là em có tai nghe, em biết nói gì anh ơi. Em mới vừa vô mà em thấy anh kia anh tính gả con gái anh cho giặc thì em biết làm sao. Thiệt không anh? Cái này là kế coi như là trọng thủy mị châu ấy, em hiểu không? Học từ ngày xưa.
Anh Hoàng anh hay lắm. Con gái mình là phải đưa cho người tin tưởng tốt nhất chứ. Chứ mà đưa cho giặc chết chết thì em sợ quá. Thank you so much. Đi đây. Hôm nay chủ đề gì, nói gì mà nãy giờ có ai, em nói thiệt giờ này mới vô. Em chào tất cả các anh chị em trên diễn đàn nha. Đúng rồi, xin tôi cho đâu mấy thằng phục bếp được suốt ngày nó cắm đầu trong bếp nó biết mẹ gì. Cái mùi của bếp nó xả lên rồi, nó ngu đầu đi rồi, sao nó biết gì. Xin tôi cho đâu hay đấy. Em xin một xin thông báo một tin buồn là cái live của em hôm bữa đã bị chúng báo cáo. Tên mà Francis Nguyễn đó đó, ông già đã báo cáo em làm em bị mất live rồi. Trời ơi, khổ ghê. Cho nên các anh chị là cẩn thận ngôn ngữ nha. Chào Trương Minh Thảo. Nói chung là anh nhẹ nhàng như thế này mà cái chung là nó còn báo cáo kênh như thế này. Nói chung là mình mỉa, mình móc với mình vạch mặt nó là tha hồ. Mình dễ lắm anh, tại vì bọn này nó không có cái gì để nó gọi là nó bảo vệ nó, hỗ trợ nó đằng sau hết á. Nó không có một cái gì ấy hết, mình cứ tha hồ. Nhưng mà nếu mà mình chửi ấy quá là bị mất. Thì dặn các anh chị em vậy. Tự nhiên em ngồi 4 tiếng đồng hồ cái giờ em mất tiêu à, kỳ quá à. Ồ, cái live của anh hôm bữa là anh cũng bị mất đó đúng không? Đúng cái rồi, live đúng mà rồi. Cái đó. Live của em nói về cô giáo, cái bài thơ của cô giáo Lam với cố chủ tịch nước đó đúng em rồi. Tức dễ sợ luôn á, em không có được nghe lại luôn á. Nó báo cáo mất luôn anh, nhưng mà cái đó mình có chửi gì đâu. Thế mà nó báo cáo cả live mà thành công mất luôn cái live. Thiệt tình luôn. Peter hả ông? Ông nội thằng khùng lúc suốt ngày cũng cứ uống thuốc chưa không tiên. Dạ em chào Hưởng Nguyễn, hôm nay anh nói về gì vậy anh? Nói chung là anh nói cái chủ đề đầu tiên ấy, tức là mình nói về cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dạ rồi, có nhân vật nào vô thì khiến cho anh này các nhân vật ví dụ như AQ gì AQ có luôn mà. Có luôn, đòi lừa anh thì xin lên, tên là Nguyễn Quốc Anh. Anh không biết, anh mời lên, anh lên vừa nói cái này anh hất xuống luôn. Làm như AQ có cảm tình đặc biệt với anh Bằng Nguyễn hay sao? Live anh Bằng Nguyễn là chịu khó ghé thăm ghê. Trước kia thì anh cho nó lên rồi, nhưng mà thằng này nó náo xạo quá. Cái vấn đề cái là, ví dụ nó chống nọ chống kia hoặc đưa quan điểm mình nó phản biện. Nhưng mà cuối cùng, nó ở diễn đàn mình nó nói như thế này, nhưng qua diễn đàn khác nó nói kiểu khác. Cái chuyện đấy không có nghĩa là con người hai mặt. Hai mặt. Tại lợi dụng cái sự dân chủ của bên mình mà mình cho lên để nói thì bên mình ngồi nói cũng có vẻ đâu đó cũng lẽ phép đàng hoàng lắm, nhưng mà về live của nhà anh ta là bắt đầu anh ta xuyên tạc thì cái chuyện đó là chính là lý do mà anh ta đã bị tẩy chay. Còn nếu mà bớt hai mặt đi một tí thì cũng là trái chiều đó, nhưng mà cũng còn không đến nỗi nào. Không có sẵn anh ở đây là ví dụ như anh tiếp tất cả những người trái chiều với một với một cái quan điểm là lên trên này mình lịch sự, mình trao đổi với nhau, mình tranh cãi với nhau cũng được. Nhưng mà AQ là người náo xạo chứ mình không nói cái chuyện mà trái chiều gì cả. Thì thế mới nói em cũng bình thường vậy đó. Nếu mà trái chiều đối với em không có vấn đề gì khó khăn cả. Nhưng mà đừng có ở bên đây thì nói vậy xong về nhà lật ngược hết lại ai chơi. Trời chứ xấu quá, ông vẫn giữ cái bản tính của mấy ông bà nội Việt Nam Cộng Hòa nhà ông ra ai mà chơi. Giờ ít nhất là con cũng phải hơn cha, chứ con mà cũng ngang ngang hoặc thua cha là đáng lo lắm, đáng lo ngại. Vì thực tế anh nói với Nancy là mình tức là cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam nó qua gần 44 năm rồi đúng không? Dạ. Cho nên là mình cũng chẳng nhớ lại làm gì. Nếu mà không có mấy thằng ma que này thì nói chung là anh em mình lên trên này mình trao đổi về cuộc sống ở Mỹ như thế nào, cuộc sống ở Việt Nam như thế nào đúng không? Để mình học hỏi trao đổi kinh nghiệm với nhau. Chứ còn như nói chung là bọn nó xuyên tạc quá rồi, bắt buộc anh em mình đứng đây mình gọi là chống lại sự xuyên tạc và mình để cho những bà con người ta chưa hiểu biết thì biết thôi. Chứ còn đối em hoàn mấy toàn đồng que, ý với anh. Đúng rồi. Mấy thằng ma que thì thực tế hiện nay thì chúng nó cũng chẳng làm gì đất nước Việt Nam đâu.
Không, theo em thấy ấy, thì nó có đấy anh ạ. Một khi anh nhìn những cái cách mà bọn nó cứ tối ngày bên đất nước Việt Nam sắp mất rồi, sắp mất rồi, nó là gây cái sự hoang mang cho những người không hiểu biết. Đúng. Dạ, những người thiếu hiểu biết hoặc là những người nhẹ dạ. Trên đời này người nhẹ dạ nhiều lắm. Tại vì nếu người ta không nhẹ dạ, người ta đâu có tin vào những trò mà giải sao giải hạn, đúng không? Những cái trò mà đi cầu rồi mới được con, rồi đi cầu rồi mới được tiền. Đấy, những người nhẹ dạ như vậy đó thì đúng rồi. Cho nên là khi mình nói với người ta, ví dụ với cần những anh em mình để mình lên mình phản biện lại cái sự coi như là láo xạo, mình chỉ đưa ra sự thật nó, đúng. Dạ, những gì mình nói á, mình có cái bằng chứng để mình đưa ra. Còn bọn chúng nó đó là nếu nó muốn bằng chứng nó phải tạo ra, nó phải nhờ một người nằm xuống dưới cái xe ủi xong nói là đây cái là nhà nước cộng sản đang đàn áp, đang giết người trắng trợn đây, rồi nó tạo ra thì bắt đầu nó bỏ, nó lấy con cá nó đục mấy cái lỗ xong nó bỏ ăn sán, rồi cái nó ngồi nó lôi ra rồi nó quay video nó nói là cá có sán, hay là nó lấy cái miếng xoài nó ịn mấy cục gạo vô xong nó để nó đổi màu đồ này kia, nó kêu là có lợn gạo cái gì đó, tức là nó phải tạo ra những cái đó. Còn chúng ta là những hình ảnh từ lịch sử hoặc những hình ảnh mà từ bên thứ ba hoặc những hình ảnh trực tiếp trên đất nước Mỹ. Nhân nói như vậy thì sáng nay lúc mà em mới vừa lên Yahoo News á, ở bên California có cái loại trái bơ của organic. Organic là nó không có dùng những cái loại phân loại gì hóa học nữa đó. Em biết tiếng Việt là gì ha. Nhưng mà cái đó nó có một cái chất mà có thể gây hại, gây chết người, nó đang bị thu hồi ở bên Cali đó. Dạ, thì em mới thấy rằng là không phải là cái gì. Tại sao bây giờ chúng ta lại cứ phải đi tìm những cái thứ không hay, không tốt để về nước Mỹ mà nói? Nghe thì nó cũng kỳ, đúng không anh? Mình đâu có muốn nói như thế, mình cũng nói đến những điều tốt đẹp, những như là mùa xuân hoa đang nở nè, các nơi nó sạch sẽ, người ta dọn dẹp xanh sạch chứ, mình muốn nói lắm. Nhưng mà tại sao? Tại vì bọn này nó đã phá vỡ đi những cái mà chúng ta có thể tận hưởng. Nó cứ bắt chúng ta phải tìm những cái không tốt ở những nơi khác nhau trên thế giới để mà so sánh với cái mà nó đang nói xấu về Việt Nam. Cho nên bọn này theo em thì không có gì mà kiểu trời là đấy, nó không hẹn. Em đọc cái comment của Biển Xanh Xanh đi. Em đang lái xe em đọc khó lắm. Được coi. Đấy. Biển Xanh Xanh nói sao? Nói là theo tôi biết miền Nam, Việt Nam là của miền Nam. Đấy, còn miền Bắc thì là miền Nam không ai ra Bắc, tụi Bắc Kỳ hiểu chưa? Đấy. Anh cho em góp một câu cho bạn này nhá. Thế bạn có biết là cái vụ tập kết ra Bắc người ta gọi là gì không? Hả? Đúng không anh? Thế người không có người Nam ra Bắc mà sao lại có vụ tập kết ra Bắc là sao vậy? Đấy. Ăn tiếp đi anh. Bây giờ anh ăn tập nó tiếp đi. Nếu mà anh nói một cái câu này, tức là đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, đúng không? Chứ bây giờ mình không có bao giờ phân biệt Bắc Kỳ, Nam Kỳ, Trung Kỳ. Chính xác. Đúng không? Đất nước Việt Nam là của người Việt Nam, của dân Việt Nam. Đúng không? Chứ đâu có phân biệt gì. Bình hiện nay đất nước chưa nói nữa. Đất nước tự do, độc lập, mình muốn sống ở đâu mình sống, đúng không? Mà chúng ta còn chưa nói là có phong chính phong trào Việt Minh là những phong trào vùng lên để mà đánh lại đế quốc Mỹ, đúng không anh? Như vậy thì đâu không có chứng minh cái điều đó. Việt Minh là Pháp. Việt Minh là Pháp. Việt Minh là từ thời Pháp nhưng mà từ ở trong miền Nam. Ô, em có thể em nói sai, có cái gì ta? Cái gì mà ở trong miền Nam đó? Mặt trận dân tộc giải phóng, mặt chính phủ lâm cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Ok. Miền Nam. Ok. Dạ dạ. Xem cứ lộn hoài vậy ta. Việt Minh là hồi ngày xưa là hồi Bắc, thời Bắc Hồ thành lập Việt Minh, đúng không anh? Đúng rồi. Ồ, cái đó mà sao em lại cứ nhầm một cái phần đó là ở trong miền Nam. Ok. Đấy, đi vô đây mình cũng hiểu biết thêm về lịch sử chứ. Miền Nam là của miền Nam. Chán không ghê luôn. Đấy, những cái đối tượng đó nó nghe những cái đài đó mà anh biểu sao mà nó không
Như thế mà bị sai lệch. Đúng rồi, chứ như thế mà chúng nó bảo chúng nó yêu nước, yêu Tổ quốc, mà chúng nó muốn chia rẽ của Tổ quốc này ra làm mấy miền, miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Mà okay, ít nhất là chúng muốn muốn chia thành hai miền, miền Bắc và miền Nam. Đấy, tôi đó gọi là đó gọi là chỉ có một nửa đất nước. Một nửa đất nước thì không gọi là một đất nước độc lập. Đúng rồi. Nó sẽ mãi mãi nó chỉ là một nửa. Cho nên mấy bạn học lịch sử thì phải học lại đi. Bây giờ mấy bạn qua học lịch sử Mỹ hay là những nước khác đi, các bạn cũng thấy người ta nói giống như những gì chúng tôi đang nói. Chỉ có riêng mấy cái cuốn lịch sử mà truyền tay của những thế lực mà chống đồng cộng cực đoan đó thì nó mới khác thôi. Sơn Tây ở đây là Sơn Tây lần cái live lần sau thứ tư lên trên này nói chuyện. Lâu lắm mình không nói chuyện Sơn Tây. Không, mình gì mình đấy Sơn Tây biết đấy, mình đâu có coi Sơn Tây là ba que đâu. Thôi nói chung là ở mức độ trung dung nói chuyện được. Sơn Tây chỉ hơi xỏ lá tí thôi. Sơn Tây mà nói câu nào phải trồng cái xỏ lá. Nhưng mà em nói thiệt, anh Sơn Tây cũng là thầy dạy của em đấy. Tụi mày nghe. Ăn, biển danh xanh nó bảo tụi mày ăn cướp, nó nói là ăn mướp miền Nam Việt Nam mà tụi mày gọi là giải phóng. Đất nước Việt miền Nam là thuộc gì rồi? Thằng biển xanh xanh mày là nó lấy cảo. Bây giờ miền Nam là của Việt Nam hay là của Mỹ? Đó. Mà bảo ăn cướp. Bây giờ tao vào nhà tao ăn cướp nhà tao à? Mày bất tài như thế thì mày với thứ hai là tao nói người ta là, làm gì ta? Cái bây giờ nói về lịch sử một tí. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thì là người nào? Người Bắc à hay người Nam? Miền Bắc chỉ là hậu phương lớn cho miền Nam và cùng với nhân dân miền Nam để đứng lên coi như là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cái câu thống nhất đất nước, mỗi người con người Việt Nam nào yêu nước là đều muốn đất nước mình coi như là non sông liền một dải nhá. Chứ còn như là cái lũ chúng mày muốn phân biệt Bắc Nam thì làm sao mà chúng mày gọi là những người yêu nước, người ta chỉ cần nói yêu nước. Anh xuống gái Bến Tre bấm anh bấm chìa khóa cho thằng nhóc nha, như tán gái vậy. Ok đó. Ok thế mày có biết là những người con gái Bến Tre đó, cụ địa đạo Củ Chi đó, toàn là người Nam hay người Bắc hả mày hả? Những cái vùng căn cứ cách mạng mà lão thành như vậy đấy, mày đi mày coi một vòng coi xem đó là người Nam hay người Bắc giùm tao một cái. Chứ bây giờ mày cứ Nam Nam Bắc Bắc thì rất khó quá. Miền Nam là của ăn Việt phải, miền Nam là của Việt Nam, miền Bắc là của Việt Nam luôn mấy thằng. Câu này nghe nó đơn giản mà làm như có nhiều người không biết đó anh Việt, đúng không? Miền Nam là của Việt Nam. Nghe lắm lúc câu nói là nghe đó ha, ai cũng biết mà vẫn một vài người vẫn không biết. Em cũng xin nói luôn là lúc này ấy, nếu mà mình nhìn thấy cái tình hình ở bên châu Âu đó anh, nó cũng rất là rắc rối bây giờ. Anh không có đây phải không? Em mới coi trong những cái tin sáng nay đó, là em thấy bên châu Âu đó, kinh tế và chính trị của họ đang rất là rối ren. Và kể cả ở Thái nữa cũng vậy. Vậy thì mấy anh chị xem ở đâu bây giờ là an toàn nhất? Anh có nghe tin mới không? Bên châu Âu á? Bên châu Âu coi như là ở bên Pháp ấy. Dạ. Như những người biểu tình áo vàng coi như biểu tình 5-6 tháng nay rồi. Nhưng mà về kinh tế của nó cũng cực kỳ là trì trệ luôn. Nó mình hôm bữa mình đã nói là nó bị âm, nhưng mà về nhiều cái lý do, và kể cả cái chuyện mà nước Anh tiếng Việt là cái gì, tách ra khỏi châu Âu hả? Đúng rồi. Mà sáng nay em đọc sơ thôi, nó cũng vẫn đang có vấn đề cái chuyện là có những người ta cảm thấy cái quyết định đó là sai lầm. Em về em phải coi lại. Nhưng mà em thấy tình hình bên châu Âu bây giờ rất là tăm tối luôn. Mà châu Âu bây giờ rất là tăm tối và châu Âu đang phải đi cầu cạnh thằng Trung Quốc. Anh à, để cho thằng Trung Quốc đó vực cái nền kinh tế của châu Âu lên. Bây giờ có gì anh coi lại phần đó đi, bữa nào anh giải thích cho nó hay hơn giùm em cái. Rồi, em okay. Chỉ mới coi sơ thôi anh. Dạ. Rồi. Nhưng mà rồi. Em thấy một bức tranh rất là xám ở bên đó.
Rồi, rất cảm ơn. Dạ, 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 anh. Em lái xe em khó tập trung lắm. Dạ, rồi, sorry tôi xin, vâng, xin chào Lai Si và chào tất cả các bạn. Dạ. Vâng, tôi sẽ kết thúc cái live ở đây vì sáng mai tôi phải dậy có việc sớm. Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn một đêm coi như ngon giấc. Xin chúc các bạn ở bên hải ngoại một ngày làm việc rất vui vẻ. Vâng, xin tạm biệt các bạn.